Vâng, chào thêm những các bạn mới vào sau này. Hoàng Thành Kinh, Thông Vọng Đạt. Số người vào cũng khá đông, nhưng mà số người tương tác thì lại cũng chưa nhiều. Tuy nhiên rằng thì chúng tôi cũng đã yêu cầu các bạn nào muốn góp ý thì phải đăng ký. Thật sự rằng cái số người đăng ký mình cũng đã đầy đủ, đã được đặt con số trên 1.000 rồi, thành bây giờ là cũng 2.000 mấy, thành ra mình cũng không quan tâm. Bởi vì mình quan tâm là những người mà biết nghe và thích nghe, chứ không phải là những người vào đây để mà tuyên bố bài bạo. Vâng, thưa các bạn, về tình hình về thời sự cộng đồng thì thật sự rằng tôi đã nói nhiều lần rồi, những cái đài nào câu view sống bằng cái cộng đồng này, như là phố Bôn Ca TV, Nửa Vòng Trái Đất TV, mới tất cả đều từ từ sẽ ngắt ngoài, kể rằng Trương Quốc Huy luôn. Bởi vì bây giờ thật sự nó cũng chẳng còn bao nhiêu, cái số người đó mà nó chẳng còn sinh hoạt nữa. Anh muốn quay phim thì anh phải có sự kiện, anh có sự kiện thì anh mới có sản phẩm, cái sản phẩm thì anh mới úp lên được. Thành ra nếu anh chỉ sống nhờ những cái đó, hoặc là những cái câu view cho thật nổ, nóng tin nóng mà vào trong xem chẳng thấy gì nóng hết, hoặc là cái nội dung nó trái ngược với lại cái chủ đề, thì những người đó bây giờ thì tôi đã nói là chết rồi. Thì nhân tiện đây thì nói những người chết thì cái người mà cũng chết theo đó, đó là mấy anh buôn cờ. Quý vị biết ai buôn cờ? Lúc đầu đó thì đi kiếm một cái lá cờ vàng ba sọc đỏ rất là khó. Cách đây khoảng chừng 20 năm kiếm lá cờ vàng ba sọc đỏ rất là khó. Không phải là khó mà có, nhưng mà cũng đắt. Sau từ khi mà nó biết cái phong trào mà móc túi, cộng đồng móc túi, thì mấy anh tàu anh ấy nhập cảnh luôn cái cờ. Thật sự cờ ấy, không phải may ở Mỹ, nó may ở bên Trung Quốc, nó mang qua không, thế là nó may cờ. Mấy anh chống Trung Quốc mà mấy anh lại đi mua toàn là cờ của Trung Quốc. Và lúc đầu đó thì đặt Mỹ đó, thì nó đặt một cái cờ vàng bằng cái bàn tay đó, quý vị hay thấy cầm trên tay phất phất. Cái đó thì nó tính cho mình là từ 5 đô tới 7 đô. Lúc sau này mà khi anh Trung Quốc anh vào đó, còn có 3 đô la. 3 đô la anh đi anh bán, cái mấy anh mua về xong lại bán lại. Thì anh chống Trung Quốc mà anh lại đi đưa tiền cho thằng Trung Quốc, nhưng mà anh cũng có cái lợi, giống như một sự hình thức đi buôn bán. Tôi bỏ 3 đồng tôi mua một lá cờ để tôi phất. Cái lá cờ mà lá cờ 3 đồng mà tôi nói là lá cờ to đó, để cầm ở trên cầm phất pháo lại đó. Còn cái lá cờ mà bằng bàn tay này thì rẻ lắm. Bằng bàn tay đó thì cứ mua khoảng chừng một đô la hai cái cờ. Thành ra đó, anh đi buôn thôi, anh đi buôn chứ không phải anh đi chống cộng. Anh lợi dụng cái tinh thần chống cộng, anh lợi dụng cái ý nghĩa là chính nghĩa, anh lợi dụng tất cả những cái gì, cái hào quang của quá khứ để mà anh làm những cái chuyện đó. Thì bây giờ cũng vậy, cũng mấy anh đó cũng giờ cũng chết đói. Qua cái tôi thì bên vụ diễn hành thì tạm thời nghe yên, chưa thấy nói năng gì, và bữa ăn gây quỹ để mà kêu gọi đóng góp thêm, bởi vì nghe nói là lỗ.
quý vị muốn biết bỏ ra 130.000 đô la mà để dùng có mấy tiếng đồng hồ, diễn hành thì khoảng 2 tiếng, và chuẩn bị thì nghĩa là từ sáng sớm cho tới trưa. Thì 2 tiếng diễn hành thì thật sự mất bà 1 tiếng làm lễ thủ tục để đọc diễn văn vậy đó chị em. Người ta tới người ta xem diễn hành chứ người ta đâu có phải đi ra tới để mà đứng để chờ nghe các ông đọc bài diễn văn. Tổ nội Hoàng Dương Vân, đúng rồi. chống Trung Quốc mà lại làm giàu cho Trung Quốc. Nhiều chuyện lắm. Thế bây giờ thì tôi thấy là phí quá. Trong khi đó cái nhiệm vụ thật sự rằng của cái ban đại diện cộng đồng tức là an sinh xã hội, mình phải giúp cho đồng bào mình, thì những người Việt Nam mà ở ngoài đường homeless đầy hết, ở khu chợ nào cũng có hết, bỏ ra 5.000 đô la thôi không nhiều, tổ chức một bữa ăn đó là người Mỹ mà tới homeless tới cho ăn cũng cho luôn. Bởi vì người Việt Nam thì homeless thì 5.000 đô la làm sao mà ăn cho hết được. Thì nó có lý, nó mang cái tinh thần nhân văn nhiều hơn. Đàm Vĩnh Hưng nó đi từ bên Việt Nam nó qua, nó cho một cái túi ngủ, nó cho một ổ bánh mì, cho một cái chai nước, đủ rồi. Nó không cho bánh chưng tại vì nó không biết là người Việt Nam, người mấy homeless có biết ăn bánh chưng không. CTN là cái gì đó mà Nguyễn Mạnh Cường, vâng, chào Nguyễn Mạnh Cường luôn. Thúc vụ Hoàng Duy Hùng, Hoàng Duy Hùng về phải được sự đồng ý của an ninh, đi đâu phải xin phép công an, nói chung là bị quản thúc mà làm như bố đời. Cái chuyện này thì ai cũng biết. Lát nữa tôi sẽ nói thêm về Hoàng Duy Hùng. Thì họ không tổ chức mà lấy đi 130.000 nuôi thành phố ấy mới chứ. Và năm nay một sự thất bại là không có được sự hưởng ứng của nhiều viên chức, cái là gọi là chính quyền. Đấy. May mà có nhờ mấy mấy anh em quân đội, mà năm nay quân đội cũng không đi được, toàn là ngồi trên xe jeep mới xe đốt mới xe GMC không. Đa số quý vị thấy bằng đi bằng xe ô tô hết. Thành ra hội đoàn thì hoàn toàn không có này. Không có một hội quân đội nào đi hết. Nhân danh một hội quân đội hoàn toàn không có. Tất cả là đều là hỗn tạp. Hồi xưa thì có hội nhảy dù, hội gia đình mũ đỏ, hội thủy lục chiến, hội này đủ hết. Năm nay thì không có này. Chỉ có vài anh, mỗi một đơn vị chỉ có vài anh thuộc về tập thể mới hoặc đi nội. Năm nay cũng cái là tiến bộ rồi. Không có làm xe cái tàu chiến hạm HQ-10 bằng giấy cạc tông, như là máy bay F-5 làm bằng cái đuôi xe của cái xe mua trần. Thành ra tương đối họ cũng thức tỉnh ra này, vì mấy năm trước bị nhà báo soi quá này. Làm cái máy bay nào ra là đưa một cái tàu thủy nào ra là bị chửi cái đó đâu. Ok, cảm ơn Nguyễn Mạnh Cường. Tự nhiên viết không thì nó có hơi tối nghĩa. Thì đó là chuyện cộng đồng, và chúng ta sắp sửa đang bước qua cái
trận chiến cũng khá khá nặng, đó là trận chiến tranh cử, để coi con mèo nào cắn mèo nào. Vâng, thưa các bạn, về vấn đề mà tin tức tin thời sự thì bữa nay có một bạn nói với tôi rằng, tại sao hỏi tôi nhé, Phố Buôn Ra TV nói rằng là Việt Nam mình nuôi cái gì, mướn đất cho Mỹ, mướn đất có $1 cho một năm, tượng trưng cho 99 năm, mà sao mình phải mua tới 23 tỷ 7. À quên, họ nói rằng là mình được mua, được mướn đất. Thì tôi có giải thích như này. Các bạn phải, tại vì là hai cái vấn đề nó xảy ra cùng một lúc. Năm ngoái này, thì Mỹ muốn bỏ cái tòa đại sứ ở chỗ đường Láng Hạ đi, họ đi về Cầu Giấy và họ mua một cái thửa đất mới. Mỹ nó mua tới 1 tỷ 200 triệu đô la nha, ở khu vực Cầu Giấy đó. Và họ sẽ xây dựng một cái nhà. Còn vấn đề bên họ mướn $1 một năm, tượng trưng là chỉ ra là một cái chỗ mà để cho tạm thời cho cái văn phòng của đại sứ Mỹ làm việc. Theo tờ báo Thanh Niên Online đó, họ đăng không có gì sai hết. Khu trụ sở, nhà ở cán bộ nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã được chính phủ Mỹ đồng ý cho Bộ Ngoại giao Việt Nam mua với giá là 23,7 triệu đô la. Và địa chỉ mới là tọa lạc số 3330 phố Gạc Phiêu, thủ đô Washington DC của Mỹ. Thì trụ sở mới của đại sứ Mỹ, của đại sứ quán Việt Nam nằm ở Washington DC. Đó là trụ sở của đại sứ quán Bỉ ngày xưa. Và nơi này có thể vừa làm trụ sở và phần đằng sau có thể là một cái chung cư, tức là nơi cư ngụ cho các nhân viên đại sứ quán. Thì trong văn bản vừa gửi giấy ý kiến các bộ tài chính, kế hoạch và đầu tư xây dựng, Bộ Ngoại giao cho biết đã hoàn thành việc đàm phán mua trụ sở, nhà cho cán bộ nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ. Trụ sở vừa mua là một khu trụ sở cũ của đại sứ quán Bỉ. Bộ Ngoại giao mua lại từ phía Bỉ. Nhưng để kết thúc dự án và đưa trụ sở vào khai thác sử dụng thì bất động sản này phải chuyển qua quyền sở hữu của Bộ Ngoại giao Mỹ. Sau đó Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ ký một cái hợp đồng với Bộ Ngoại giao Việt Nam thuê với giá tượng trưng là $1, thời hạn cho thuê là 99 năm. Thì đó là cái hợp đồng mình ký với lại Bộ Ngoại giao Mỹ, 99 năm, $1 một năm. Lại gọi là hình thức rồi. Nhưng thật sự Việt Nam đã mua tới 23,7 triệu đô la cho cái tòa nhà đó, vừa làm trụ sở cho tòa đại sứ mà vừa làm nơi cư ngụ cho nhân viên đại sứ quán. Tiện đôi bề luôn. Tại vì cái địa chỉ cũ đó là cái đại sứ quán của Việt Nam Cộng hòa ngày xưa, rất là nhỏ. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng cho biết đến nay thì hai bên đã cơ bản thống nhất nội dung hợp đồng mua bán. Việc đàm phán hợp đồng đã trải qua nhiều vòng đàm phán điều chỉnh do gắn với nội dung có đi có lại
của hợp đồng thuê khu đất D30 tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hòn đất ném đi thì hòn chì ném lại, và các bạn, đấy là hai bên, đó là tương đương với nhau. Nhưng mà thật sự Việt Nam mình hưởng rất nhiều lợi. Lý do, tại vì Mỹ họ mua cái khu đất này đó 1 tỷ 200 triệu. Thành phố, đây là ở Cầu Giấy, ở khu vực Cầu Giấy các bạn biết bây giờ là khu vực coi như là mới nhất. Khu vực Cầu Giấy hồi xưa nó ở trong Hà Đông, bây giờ nó trở thành một như là gần như là trung tâm của thành phố Hà Nội. Và bà con thì kéo về chơi dưới này nhiều hơn nữa. Đường ở trên Cầu Giấy cũng rộng rãi thanh thang luôn. Thì cái đường gì tôi quên mất. Mỗi bên có 4 lần đường, thêm một lần xe hơi chạy nhanh, cái dành riêng cho những kiểu mà bên Mỹ gọi là lên capun. Và để xây dựng cho đại sứ tại đại sứ quán Mỹ, chỉ dự kiến việc kết hợp đồng sẽ được hai bên thực hiện trong năm 2022. Thì trước đó vào tháng 8 năm 2019, Thủ tướng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mua trụ sở, nhà ở cán bộ, nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ với tổng số vốn đầu tư là 20,3 triệu đô la từ nguồn ngân sách của nhà nước. Thì cũng theo Bộ Ngoại giao thì số vốn còn lại của dự án hiện chưa dùng đến khoảng chừng 511.000 US đô la. Thì Bộ đã đề nghị với Thủ tướng để chấp thuận cho sử dụng nguồn tiền này để chi trả các chi phí như giám sát an ninh, kết nối với mật vụ bảo vệ phái đoàn ngoại giao khi đến Mỹ, bảo hiểm bất động sản, phí vệ sinh, phí dịch vụ Internet, phí truyền hình cáp. Với tổng các chi phí này khoảng 10.300 đô la một tháng. An ninh kết nối với mật vụ Mỹ đó, thì đây là an ninh Việt Nam để mà bảo vệ cho phái đoàn ngoại giao của Việt Nam luôn. Vào tháng 8 năm 2021, trong chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới Việt Nam, chính phủ Mỹ đã cũng quyết định chi tiền mua 3,2 hectare đất tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội để xây dựng trụ sở đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. Tổng số vốn đầu tư dự án xây dựng trụ sở đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam lên tới 1,2 tỷ US đô la. Và thời gian chính phủ Mỹ thuê đất xây trụ sở sứ quán 99 năm. Tại Việt Nam là chỉ có luật không được mua đất vĩnh viễn, mà mua chỉ có 99 năm. Thì họ đã thuê đất để xây trụ sở đó với cái giá là 1 tỷ 200. Còn mình á, thì mua được đất với cái giá 23,7 triệu đô la. Khác nhau ở chỗ là sau khi mà hết 99 năm, nếu mà nước Mỹ mà còn băng giao với lại Việt Nam mình á, thì họ lại gia hạn được thuê 99 năm nữa tới. Tức là họ không phải bỏ tiền mua đất nữa. Thì cái giá tiền thuê trong cũng chắc chắn là sẽ rẻ. Nhưng mà 100 năm nữa thì tiền nó lạm phát lên thì cái giá trị nó cũng lại sẽ tăng thôi. Trở lại cái vấn đề bên Việt Nam mình, thì cái tòa đại sứ mình thì sau 99 năm thì mình lại phải ký cái hợp đồng là 99 năm nữa với lại $1 tượng trưng. Đấy, $1 tượng trưng. Tại nhiều người tưởng đấy, tại sao mà có $1 mà bây giờ tờ báo Tuổi Trẻ nói 23,7, tờ báo Tuổi Trẻ nói đúng, không phải sai. $1 là $1 trong cái kế ký để mà gọi là tượng trưng. Đúng như vậy, Đại sứ quán Việt Nam thuê đất của Mỹ với giá $1, thời gian 99 năm. Vâng, cảm ơn Tổ Nội Hoàng Yêu.
Đó là cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Cái vụ nhân tiện đây đấy, cũng một lời nhắn nhủ với các bạn trong cộng đồng, những người trong cộng, nhất là các bạn lớn tuổi, lớn tuổi hơn tôi hoặc bằng tôi hoặc nhỏ hơn ít. Hãy nhìn đi những cái tiến trình băng giao giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ nó như thế nào. Đầu năm 2022 này đã có một cái tin rất vui cho người Việt kiều nói riêng và toàn thể nước Việt Nam nói chung. Đó là Tổng lãnh sự quán ở New York đã được thành lập. New York là một thành phố rất là đông dân, rất là chen chúc. Ở New York người ta nói rằng đi bộ nhanh hơn là đi taxi hay là đi lái xe ô tô. Hầu hết nhà cửa ở New York, các bạn kiếm được một cái nhà mà có cái gara đậu xe trong nhà như là ở Cali hay là các tiểu bang khác, rất là khó. Phải là nhà giàu thực hạng xịn. Còn đa số đó thì đều phải đi thuê chỗ để đậu đậu xe, mà không phải là thuê ở ngay trong nhà mình, đậu xe ở trên cái hầm đậu xe xong rồi đi bộ về tới nhà mình á, nhiều khi cả một km, 2 km. Và cái hệ thống mà đi nhanh nhất ở New York tức là metro, tức là đi xe điện ngầm. Và họ cái hệ thống metro của New York nó cũng mắc cửi giống như là những hệ thống các bạn nào đi Nga hoặc là đi Nhật hoặc đi Hồng Kông, Đài Loan, các bạn đã biết rồi. Đấy, cái hệ thống metro của nó rất là kinh khủng. Tôi đã đi metro ở bên Nga rất là tiện lợi. Nếu mà mình nói thật, mình đi bằng xe taxi nhiều khi còn chậm hơn. Mà những metro của nó đó, xe điện ngầm chạy rất là nhanh. Không bao giờ phải chờ quá mà gọi là 5 phút. Cứ mỗi 5 phút là có một chuyến này. Một ngày đó ở bên Nga đó, khoảng 15 triệu người di chuyển bằng metro. Thái tới Nha Trang rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng chưa liên lạc được với Thái, tôi cũng hơi bận. Cái video ngày hôm qua, thưa các bạn, cảm ơn rất nhiều. Chưa bao giờ làm một cái video, hình như là cái tuần này, tuần sung cho ca sĩ Lệ Hằng, nhà báo. Video ca sĩ Lệ Hằng hôm thứ Bảy, số người được xem live stream kỷ lục luôn. Lúc mà chấm dứt live stream nó kể cả mà TV đều biết, cỡ khoảng 2.000 người coi trực tiếp. Thì trong khi đó, bữa ngày hôm nay thì nó lên nhiều lắm nè. Trong khi đó nhà báo ngày hôm qua cái video, đúng là 3 ngày hôm nay, bà con vô rất đông. Các bạn nhìn thấy con số mà ở trên live stream này đó, con số nó không có thật. Đó là con số những người đang trực tiếp vào trong YouTube. Chưa kể những con số mà chia sẻ. Ví dụ như là tôi chia sẻ trong cái nhóm của tôi, cứ 1.000 người. Trong nhóm tôi cứ khoảng 500 người đi vào trong xem. Nhưng mà họ lại không xem YouTube, mà họ lại xem bằng TV. Tại vì bây giờ các hệ thống mà cái điện thoại tinh khôn á, điện thoại thông minh, như mình gọi là đài loại điện thoại thông minh, smartphone á, khi bạn mở YouTube lên nó đều có một cái chức năng là muốn xem bằng TV hay không, bấm vào đó là nó hiện lên TV ngay lập tức.
thì số người đã coi, số người chia sẻ đông hơn là số người đang tương tác ở trong. Nhưng mà lúc chấm dứt là số người tương tác luôn luôn trên 1,000, 2,500, đó là một cái sự khích lệ. Những đài mà như là VTV, VTC hay là đài sáng, nhiều khi họ live stream bản tin tức được có mấy trăm người. Và một cái chuyện nữa về thời sự cuối cùng trước khi ta đi vào chương trình Hoàng Diệu. Hôm qua một cái tin nữa là ở bên Ấn Độ cấm thêm 54 ứng dụng của Trung Quốc về công nghệ thông tin, lấy lý do rằng đây là những cái phần, có những cái phần mềm hacker đã gắn ở trong, và họ cấm 54 ứng dụng của Trung Quốc. Chúng ta biết rồi, Ấn Độ với lại Trung Quốc là hai anh cành nhau lắm từ hồi cái vụ và chạm biên giới đến 3-4 năm này. Chào các bạn, bữa nay sao lại lông mõm này, chỉ có lông mõm đấy. Chào Xuân Nguyên, Quang Phúc Cổ. Vâng, đúng rồi, hôm qua thì Lê Thái ở Nha Trang. Thì trước khi vào qua cái phần đó là bên Ấn Độ, còn bên ngày hôm qua tôi đọc cái bản tin, nhiều bạn cảm ơn bác, thật sự rằng từ xưa nay mình cũng nghe Ukraine, mà mình cũng Việt Nam này hay gọi là Ukraine đúng không? Đúng rồi. Rồi 15 tháng 3 là chính thức mở cửa, nhưng mà đúng là thì 15 tháng 2 này đã có cái mở rộng cửa cho các máy bay ngoại quốc vào. Còn bên máy bay quốc nội đó, trong nước đó, thì 15 tháng 3 là mở tung hết cả đường bay trong nước lẫn đường bay nước ngoài luôn. Và vé máy bay giảm xuống rất là thấp. Vâng, chào bạn Đỗ Duy Nguyên. Bây giờ mới tìm ra được KBC hải ngoại. Thì về vấn đề Ukraine ở bên Việt Nam, lúc nãy quên nói giới thiệu ngày giờ này. Bữa nay chúng tôi là ngày 15 tháng 2 năm 2022, bên Việt Nam là 16 tháng 2 năm 2022. Bây giờ là các bạn là 12:35 đúng không? Thế nhưng mà nước Nga đã tấn công nước Ukraine chưa? Chưa, phải không? Và cách đây mấy ngày tôi đã khẳng định 2 lần sẽ không có chiến tranh ở Ukraine. Tôi đã nói như vậy, các bạn nhớ. Không có thể nào có chiến tranh được. Và ngược lại, ngày hôm nay Nga tuyên bố đã rút một số thành phần đóng quân ở dọc biên giới, rút về phía bên trong nội địa. Đó là một cái dấu chỉ tốt mà nói Tổng thống Putin muốn gửi thông điệp cho Mỹ và các nước Âu Châu. Tôi sẵn sàng nói chuyện với các bạn về cái sự kiện Ukraine. Các bạn nên nhớ rằng cái vụ Nga đánh Ukraine, đánh Crimea đó, ngày xưa đó, Crimea đó, nó khác. Crimea là một cái hòn đảo nhỏ thôi, nó mà nó là của Nga ngày xưa. Thành ra khi mà Nga lấy lại, ông Trump cũng chẳng nói gì, phản ứng lấy lại. Còn vấn đề Ukraine nó giống như là Trung Quốc và Đài Loan. Năm 1949, tháng 12, chính thức Tưởng Giới Thạch bỏ chạy ra Đài Loan.
và cho tới ngày hôm nay, 73 năm, Đài Loan đã là một nước độc lập, không lệ thuộc vào Trung Quốc từ năm 1949. Lúc đó có một cái câu phú nói như thế này: khi nào đá nổi lông chìm, cha con nhà Nguyễn bế bồng nhau đi. Thì đá nổi lại gì? Tường giới thạch. Tường giới thạch nổi lên ở Đài Loan. Lông chìm là gì? Hồ Mao Trạch Đông. Mao là lông mà. Âm hộ vô Mao bần chí tử. Đấy, tôi không dám dịch cho tiếng Việt. Động lòng nhiều bà lắm. Thì Mao đây là lông. Thì khi nào đá nổi lông chìm, cha con nhà Nguyễn bế bồng nhau đi. Cha con nhà Nguyễn là ai? Nguyễn là Bảo Đại. Thì lúc đó là cái bế bồng nhau đi thì lại Ngô Đình Diệm về. Thì không thấy là cái phú này nói về Ngô Đình Diệm. Nhưng mà có những cái vụ mà mình không tin dị đoan nhá. Nhưng mà có những cái mà gọi là tâm linh. Thí dụ như trước khi ông Diệm xuống, thì cái mộ của ông Ngô Đình Khả bị sét đánh bể lắm đối. Thí dụ như đồng tiền, đồng bạc cắt, thì hình bên này hình ông Diệm, bên kia hình cây trúc, đáng nhẽ là phải đều đứng lên, không biết làm sao nó đặt bản kém sao. Thì đây này đầu ông Diệm, bên này con cái cây trúc, nó trúc cái đầu xuống, thì ta nói gọi Diệm trúc. Đó là cái tâm linh thứ hai. Tâm linh thứ ba, năm 1960, ông Nguyễn Chính Thi mà Vương Văn Đông đảo chánh Ngô Đình Diệm, bốn cây gậy, 11 tháng 11 năm 1960, tức là 4-1-1-1-1, đánh 5 người: Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Thục, Ngô Đình Cẩn và bà Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Lệ Thủy, bà Ngô Đình Nhu. Thì tất cả là 5 người, 4 cây gậy đánh 5 người, thành ra bị thất bại. Nhưng mà năm ngày mùng 1 tháng 11 năm 1963, 3 cây gậy, 1 tháng 11, 3 cây gậy, 3 cây gậy đánh 3 người. Lúc đó ông Ngô Đình Thục thì đang ở Vatican đi Ý để mà giải độc cho em của mình. Bà Ngô Đình Lệ Thủy đang đi, Ngô Đình Nhu chứ xin lỗi, cứ nói Ngô Đình Lệ Thủy là con. Bà Ngô Đình Nhu thì đi Mỹ và đi Âu Châu, nhất là Pháp, để mà gọi là giải độc cho nhà Ngô. Còn lại 3 người, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Cẩn, 3 cây gậy đánh 3 người, thế là cách mạng thành công. Thành ra có nhiều cái thì mình, Trung Quốc không đánh nổi Đài Loan trong 79 năm nay, mặc dù Trung Quốc lớn gấp bội, một trong cái là gọi là ngũ cường ở trên thế giới luôn. Lúc trước thì ai cũng nghĩ rằng là chỉ cần nó kéo tàu lên cái, giờ nó leo trên tàu, nó bước qua cái là Đài Loan xẹp ngay. Thế nhưng mà thực tế có được như vậy, bởi vì thế giới có thể sẽ nhắm mắt làm ngơ cho một số quốc gia bị chiếm, nhưng mà không thể nào nhắm mắt làm ngơ cho Trung Quốc chiếm được Đài Loan, cũng như là cho Trung Quốc chiếm được Đông Nam Á.
Thành ra Trung Quốc mà đánh không nổi Đài Loan ấy, thì làm sao mà dám đánh Việt Nam. Đánh rồi, đánh thử rồi. Hôm nay là 16 ở bên Việt Nam đúng không các bạn? Ngày mai ở bên Việt Nam sẽ là kỷ niệm ngày 17 tháng 2, trận đánh Việt Trung. Một chiến thắng rất là oai hùng. Chỉ vì lúc đầu quân Trung Quốc bất ngờ tràn ra 6 tỉnh biên giới đồng loạt tấn công. Với 600.000 quân như vậy họ mất 60.000 người và phải rút lui chỉ có mười mấy ngày. Và họ rửa mặt bằng câu rằng dạy cho Việt Nam bài học, xong rồi thì rút về. Thực tế nó không phải vậy. Ngày mai tôi sẽ đọc những cái chi tiết rất là lý thú mà KBC Hải Ngoại đã sưu tầm. Một số là tài liệu trong nước, một số tài liệu ở ngay Trung Quốc và một số tài liệu ở các báo chí ngoại quốc. Thì Nga cũng vậy, không dám đánh Ukraine. Bởi vì một cái quốc gia như Ukraine hùng mạnh như vậy, hùng mạnh đây tôi nói về ý về kinh tế, về nguyên tử, thằng Tàu và thằng Mỹ nó không cho anh Nga độc quyền sơi tái thằng Ukraine được. Chắc chắn rồi. Tại sao vấn đề Afghan người Mỹ rút đi không kịp, mà trong khi cái vụ Ukraine người Mỹ lại có thì giờ rút nhân viên đại sứ quán? Đó là cái lý do Nga biết rằng người Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng. Tại vì mình rút người của mình đi thì mình thả bom xuống nó dễ dàng hơn, đúng không? Và anh Nga cũng đã nghĩ tới một cái chuyện là Trung Quốc luôn luôn là lợi dụng sự xung đột để mà khai thác. Thành ra ngày hôm nay đã Nga rút quân rồi, giống như tôi nói. Và bây giờ tôi nói lên một cái bài viết như này sau đây. Nước Ukraine là một nước có vũ khí hạt nhân lớn thứ nhì trên thế giới sau nước Mỹ, sau Mỹ nhé. Nhưng vì áp lực của Mỹ và áp lực của Nga, thành ra Ukraine tự ý chấm dứt những hạt nhân nguyên tử. Nhưng mà đó, nếu cần thì Ukraine có thể khôi phục lại cái vũ khí hạt nhân đó trong vòng một năm, và có thể hơn nữa. Ukraine có thể nhanh chóng chế tạo được vũ khí hạt nhân khi cần thiết, thì việc Ukraine sẽ tái sở hữu về hạt nhân này nó sẽ là cơn ác mộng cho tất cả các đối thủ. Bởi vì nếu mà không tấn công thì họ sẽ không chế tạo vũ khí hạt nhân. Bây giờ chế tấn công họ thì không phải một ngày hai ngày, mà có thể một tuần hay một tháng có thể chế ngự được Ukraine. Không dễ đâu, quân lực của họ cũng mạnh lắm. Họ là nước mà gọi là rộng thứ nhì ở châu Âu mà. Do đó, đánh được Ukraine thì quân Nga cũng sẽ bị tổn thất rất là nặng nề. Nên nhớ rằng Nga đã từng chiếm Afghan 1999. Sau đó cũng phải rút lui giống như Mỹ.
uống hà uống gì mà quân đội ở bên Ukraine, phụ nữ bên đó không những đẹp mà lại còn rất là dũng cảm nữa. Mấy anh lính Nga mà qua bên đó gặp mấy chị Ukraine xây sầm mặt mày đánh không được. Thì đó là những cái chuyện. Chào Hạnh Đỗ và chào tất cả các bạn mới vào, bạn Dũng Hoàng. Thì trong quá khứ, Ukraine đã từng là một cường quốc về hạt nhân, mạnh chỉ sau Mỹ và Nga. Nhưng sau đó họ đã lựa chọn từ bỏ dưới sức ép của Moscow và Washington. Tuy vậy, căng thẳng với Nga khiến cho một số nhà quan sát lo ngại là Ukraine sẽ tái sở hữu vũ khí hạt nhân. Đại tá Oleg Zadanov thuộc lực lượng vũ trang Ukraine cho biết nước này có thể tái trang bị vũ khí hạt nhân chỉ trong vòng một năm. Nhận định này được đưa ra trong một cuộc trò chuyện trên kênh truyền hình Ukraine 24. Nga đã chế tạo ra tên lửa Zircon. Nó là một vũ khí cực mạnh khi có khả năng siêu thanh. Hiện nay trên thế giới chỉ có Mỹ, Israel tức là Do Thái, Anh và Nhật có biện pháp chống lại các loại vũ khí như vậy của Nga, ông Zadanov nói. Dù không thể phát triển những vũ khí tương tự như Nga, nhưng theo vị đại tá này cho biết, Ukraine có thể phát triển tên lửa đạn đạo hạt nhân, gọi tắt là ICBM, tức là ICBM, để tạo thế đối trọng. Ukraine có tiềm năng chế tạo tên lửa ICBM nếu được quân đội nước này đặt hàng. Chúng có thể được phát triển trong vòng một năm là hoàn thiện, đại tá Zadanov đã khẳng định. Ukraine đã từng điều khiển nhiều nước, đã từng khiến cho nhiều nước e sợ do họ được thừa kế một số lượng đầu đạn hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM và đủ loại phương tiện phóng tên lửa, khiến họ chỉ khiếm kém Nga và Mỹ. Các cường quốc Tây Âu như Anh, Pháp, Đức hay Trung Quốc chỉ là đàn em vào thời điểm đầu thập niên 1990 so với Ukraine. Cụ thể là khi Liên Xô tan rã, Ukraine đã nắm giữ 220 tên lửa đạn đạo liên lục địa, trong đó có 130 ICBM mà NATO gọi là SS-18 Satan, tầm bắn 16.000 cây số, tức là dư sức họ bắn tới thủ đô của Moscow nếu mà chiến tranh xảy ra. Họ cũng sở hữu tới 46 ICBM lắp đặt trên tàu hỏa, cái kiểu là RT-23 Molodets, khối NATO gọi đó là SS-24 Scalpel, tầm bắn 10.000 km. Ngoài ra Kiev là thủ đô của Ukraine đó, Kiev còn được của hồi môn khủng này là 25 loại máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Các bạn nhớ lúc đó là Liên bang Nga tan rã, rất nhiều nước đã trở thành độc lập, trong đó có Ukraine. Hiện đại và đáng sợ nhất trong lực lượng không quân là 19 chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-160 Blackjack, nhiều hơn cả số lượng của Nga hiện tại đang có. Và Ukraine sở hữu số lượng tên lửa hành trình tầm xa trang bị đầu đạn hạt nhân KH-55 cực lớn, khi lên tới 1.080 quả luôn. Theo một số liệu thống kê của tình báo Mỹ, tại thời điểm năm 1992, Ukraine thừa hưởng một di sản hạt nhân lớn của Liên Xô, đủ khiến cả Washington cũng phải ái ngại.
Trên lãnh thổ Ukraine còn lại 1.950 đơn vị vũ khí hạt nhân chiến lược và 1.883 đơn vị vũ khí hạt nhân chiến thuật, trong đó có 176 tên lửa đạn đạo liên lục địa. Vào thời điểm đó, trong bài báo của chúng tôi đăng trong kbchntv.com đó, có nhiều rất nhiều hình ảnh dẫn kèm theo cái lời nói chúng tôi vừa đang nói. Vào thời điểm đó, Mỹ không muốn tự nhiên sinh ra một cường quốc hạt nhân, có thể hợp tác với Nga để đối phó với mình. Còn Moscow cũng không muốn có một mối lo hạt nhân sát ngay các nước phía Tây và châu Âu, cũng hoảng hồn về mối lo hạt nhân bên phường sườn phía Đông. Do đó, Anh, Mỹ và Nga lúc đó quan hệ còn khá tốt, đã ép các nước đã tách ra từ Liên Xô, cũ còn sở hữu vũ khí hạt nhân cùng phương tiện, phóng phải hủy bỏ chúng và hứa sẽ bảo vệ các quốc gia này khi từ bỏ vũ khí hạt nhân. Đã hứa bảo vệ người ta thì đâu có tấn công người ta được. Mà lúc đó, Tổng thống của Nga lúc đó là Tổng thống Boris Yeltsin, lại rất là thân Mỹ. Cựu Tổng thống Ukraine lúc đó là ông Leonid Kravchuk đã cho biết nước này đã từ bỏ vũ khí hạt nhân theo yêu cầu của Anh, Mỹ và Nga. Chúng tôi đã phải đối mặt với một sự lựa chọn, hoặc là chúng tôi từ bỏ duy trì vũ khí hạt nhân, hoặc là sẽ trừng phạt gây áp lực kinh tế, ông nói. Thì cựu Tổng thống Ukraine Kravchuk còn cho biết nếu Ukraine không từ bỏ vũ khí hạt nhân thì nước này sẽ phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng kinh tế lớn. Hình ảnh các vị Tổng thống Clinton của Mỹ, Yeltsin của Nga và Kravchuk của Ukraine đang bắt tay tươi cười với nhau trong cái thỏa hiệp về vũ khí hạt nhân. Ông Leonid Kravchuk còn nói thêm rằng ngoài áp lực từ phía bên ngoài còn có những vấn đề nội bộ chủ yếu và vấn đề kinh tế, vì không có tiền để duy trì một quân đội khổng lồ với khả năng, với năng lực là hạt nhân hủy diệt như vậy. Sau khi phê chuẩn thỏa thuận Lisbon năm 1992, đây là thỏa thuận bổ sung cho hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược Xô Mỹ, Ukraine, Belarus và Kazakhstan đã chấp thuận từ bỏ vũ khí hạt nhân. Ba nước này đều là ba nước mà tách rời từ Liên bang Nga ra. Đến năm 1994 và 96 theo thỏa thuận của Lisbon và biên bản Budapest ở Hungary đó, thì chính quyền Kiev đã chuyển giao toàn bộ vũ khí hạt nhân của mình cho Nga, hầu hết là phi đội Tu-160 của Nga là do Ukraine chuyển giao. Riêng ở Ukraine, việc tiêu hủy và rút các đầu đạn hạt nhân khỏi nước này đã hoàn thành toàn bộ vào tháng 6 năm 1996. Một số loại vũ khí không được chuyển giao sẽ bị Ukraine phá hủy. Và bắt đầu từ năm 1996, Ukraine có quy chế quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân, còn Nga, Mỹ, Anh và cam kết bảo đảm an ninh cho Kiev trong trường hợp bị quân đội nước ngoài xâm lược. Thì như vậy làm sao bây giờ Nga dám tấn công khi thỏa hiệp hãy còn. Năm 2001 đã diễn ra đợt tiêu hủy cuối cùng các bệ phóng và các giếng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa và các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95MS, một phần được trao đổi cho Nga, một phần đã bị phá hủy không thương tiếc. Tuy phá bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân, nhưng tài liệu chế tạo và không ít nhà khoa học về vũ khí nguyên tử vẫn còn. Nếu cần tái thiết, Ukraine có thể nhanh chóng tái chế tạo và tái trang bị. Đương nhiên là Mỹ sẽ phản đối kịch liệt, dù gần đây có mối quan hệ khá thân tình với Ukraine, và chắc chắn Nga cũng sẽ không dễ để cho Ukraine tái trang bị vũ khí hạt nhân để đe dọa ngay sát nách của mình. Đó là lý do mà ít nhất là hai lần tôi đã bảo đảm các bạn là sẽ không có vụ tấn công của Nga vào Ukraine. Và ngày hôm nay thì tin Nga đã rút ra rồi. Đó là tin vui, vui cho đất nước của chúng ta. Tại sao là chuyện đó đất nước của chúng ta? Là bởi vì đối với chúng ta
cả Ukraine và Nga đều là đồng minh thân thiện nhất. Vợ của ông Phạm Nhật Vượng đã từng làm đại sứ cho Cộng hòa xã hội chủ nghĩa tại Ukraine, bây giờ thì báo qua bên Âu Châu. Các bạn thấy rằng cái mối giao hảo rất là thân thiết, do nó rất khó cho chính phủ mình trong trường hợp có chiến tranh xảy ra tại Ukraine. Và tôi đã nói là sẽ không có chiến tranh, và bữa nay thì đúng như vậy. Vâng, thưa các bạn, cái bản tin nó cũng rất là hấp dẫn. Bây giờ thì bên này đúng 10 giờ, bên Việt Nam là 1 giờ. Thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chương trình để mà tất cả những video của KBC HNTV đó là đều từ số 038038 cho tới ngày số ngày hôm qua là 047 cũng đã đăng trên KBC HNTV .com. Thằng CIA nó nói làm sao mà tin được, nhất là những thằng tình báo đó. Tình báo Hoa Nam như Đồng Hoàng Nghi Hùng đó, càng không tin được. Thì không biết tại sao mà bữa nay thì lại có một số ở bên Mỹ làm những cái video nói về vụ đám Nguyễn Hữu Chánh chơi đám Hoàng Duy Hùng. Lúc đó Hoàng Duy Hùng đi với lại ông Nguyễn Xuân Tùng, đài Kitô Hữu ở Cali này. Với lại ông đại tá Lê Khắc Lý này, làm một cái cuộc tranh luận 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Cuối cùng thì bị đám Nguyễn Hữu Chánh áp đảo và Hoàng Duy Hùng bỏ chạy, Nguyễn Xuân Tùng bỏ chạy. Thằng Hoàng Duy Hùng nó ngu lắm, lúc nó còn trẻ nữa. Không bao giờ mình đánh địch mà đi vào trong đất địch. Tất cả máy, hệ thống âm thanh, cả phòng họp đều do Nguyễn Hữu Chánh nó mướn, nó tổ chức hết. Mình chỉ là người vác cái mông tới để ngồi trên cái ghế. Phần mà nghe là Nguyễn Xuân Tùng với lại Hoàng Duy Hùng nói đó thì nghe như là con khỉ âm thanh. Quý vị biết là âm thanh nó chỉ cần cầm cái tay nó vặn tới vặn lui cái là nó khẹt 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 đến. Còn cái phần Nguyễn Hữu Chánh nói là rất là suôn sẻ, rất là ngon lành, to này. Điều đó chứng tỏ rằng đàng hoàng. Như hùng lúc đó tôi ngồi xem cái video, tôi bảo thằng này không xài được, ngu. Rồi thằng Trung tá Hoàng Văn Đại sinh ra bỏ hùng chúa còn không làm gì được tầm Hoàng Duy Hùng, đừng có mơ lật đảng Cộng sản. Ê, Hoàng Duy Hùng nó nói là con hơn cha, nhà có phúc mà. Thì nó hơn ông Trung tá Hoàng Văn Đại thì đương nhiên là. Ngày mai kỷ niệm 17 tháng 2. Tôi có bài, những cái bài viết rất là hay. Ngày mai sẽ nói về những cái bài đó. Hàn Âm Trường đúng, chiến tranh là để hòa bình. Cư an tư nguy. Thì đó là những cái chuyện mà được chia sẻ các bạn. Bây giờ nói về Hoàng Duy Hùng.
từ nãy giờ tôi quên gửi cái link qua bên Facebook. Có một bạn ngày hôm nay gọi điện thoại với tôi, tưởng báo cáo gì hay. Bạn đã nói rằng Hoàng Duy Hùng về Việt Nam để tổ chức lễ Yên Bái. Tôi bảo Yên Bái ở đâu? Nó đang ở trong Vinh mà làm sao Yên Bái được? Và thì nó trở ra Yên Bái. Tôi bảo lễ, cái lễ kỷ niệm ngày khởi nghĩa Yên Bái của Nguyễn Thái Học là ngày 9 tháng 2 năm 1930. Bị thất bại, bị bắt hết. 9 tháng 2 bữa nay bao nhiêu rồi? Việt Nam là ngày 16. Ông bạn kia bảo, à thế à? Lần sau có gọi điện thoại nói chuyện với tôi thì nhớ coi lại Google. Tôi có người bạn tốt lắm, thân lắm. Ông có tên là ông Google. Cứ vào trong nó gõ là nó ra hết. Thì có thể bạn này tưởng tôi ngây thơ. Tin như vậy, tối nay tôi đưa cái tin nó lên. Có thể lắm á. Mà tôi lại không có tính hẹp hòi. Người ta không biết thì mình phải nói cho người ta biết. Hay người ta giả bộ không biết, mình cũng phải nói cho người ta biết, để cho biết rằng á, đừng có qua mặt tôi, đừng qua mặt nhà báo Nguyễn Phương Hùng. Chào Lê Thọ. Bây giờ về Hoàng Yêu. Trả lời chung cho các bạn, rất nhiều bạn hỏi, chưa thấy bác nhận định cái sự kiện ông Hoàng Duy Hùng vào Việt Nam. Tôi bảo đáng nhẽ là tôi chờ Hoàng Duy Hùng về bên Mỹ, tôi sẽ tổng kết một lần. Thứ hai nữa là ông Nguyễn Trọng Đức có hứa với tôi là khi mà Hoàng Duy Hùng về tới bên Mỹ rồi đó, thì ông Đức sẽ lên live stream với KBC hải ngoại. Còn bây giờ thì ông La Cà bên Việt Vi Dân, La Cà bên Nguyễn Minh Tiên, ông La Cà bên phố Bôn Tha TV, nửa vòng trái đất cái gì đó. Đừng ta lung tung. Bởi vì cái chương trình của KBC hải ngoại, khi ông nói với chúng tôi đó, đang nói với tôi đó, nó khác với lại những người kia. Những người kia như là Vũ Hoàng Lân hay nửa vòng trái đất có biết gì chính trị đâu mà nói. Đấy. Mà ông Đức Đầu Bạc thì lại thích cái kiểu nói như vậy. Ai đặt ông một câu hỏi, ông trả lời, hoặc là tranh luận thì phải tranh luận với như kiểu là Ngô Kỳ hay là Vũ Huynh Trưởng. Thành ra tôi có nói đùa, Vũ Huynh Trưởng chết, thằng buồn nhất là thằng nửa vòng trái đất TV, tên là Derek Phạm. Ngày hôm nay nó làm một cái tập hợp, úi giời ghê lắm, tập hợp tất cả những cái video về Vũ Huynh Trưởng, tức là nó gom ghém những cái gì Vũ Huynh Trưởng đó. Nó tưởng là nhiều người sẽ vào đọc lắm. Sống thì người ta còn chưa quan tâm, chết làm sao mà ai quan tâm. Đúng vậy, A50 Galaxy, bữa trước tôi nói một trong những lý do không có chiến tranh là bây giờ, bởi vì chiến tranh bây giờ là chiến tranh hủy diệt, chiến tranh bấm nút. Chúng ta chỉ cần ngồi một chỗ bấm nút thôi, không cần đông người, càng đông người thì càng chết nhiều thôi. Đấy, bằng chứng này, quân Trung Quốc đưa cái 600.000 quân qua chết mẹ hết 60.000 bỏ về.
Hoàng Duy Hùng đi tiền chạm. Nhân tiện đây có nên tiết lộ cho các bạn biết không? Đúng đấy, Hạnh Đỗ nói đấy, Hoàng Duy Hùng đi tiền chạm đấy. Tiền chạm cho ai? Tôi mới được biết thì không biết là có giấy chưa. Trần Văn Nam Sơn đang chuẩn bị vào Việt Nam. Mà cái vụ mà cái cục lãnh sự đó thì cái vụ đó bị bể rồi. Mà bây giờ vé máy bay thì rẻ rồi. Cả nhà không có vụ mà đi qua đường Campuchia như thằng Cameroon nữa. Thì là Trần Văn Nam Sơn không cần phải làm quốc tịch Phi Châu nữa. Mà Trần Văn Nam Sơn thì lại trắng hơn thằng Hoàng Duy Hùng. Thì ông không thể là làm người Phi Châu được. Hoàng Duy Hùng làm Phi Châu được. Nó ra nó ngâm như là người Indonesia. Thì theo tôi biết, ngày hôm nay Trần Văn Nam Sơn đang chờ tín hiệu của Hoàng Duy Hùng. Tức là Hoàng Duy Hùng có một cái bộ phận nào đó để cho Trần Văn Nam Sơn về. Nhưng mà nên nhớ rằng Hoàng Duy Hùng chưa có bản án tại Việt Nam, còn Trần Văn Nam Sơn đã có bản án 7 năm tù. Từ năm 1992 cho tới năm 1999 anh ta mới được thả ra. Sau đó anh ta vượt biên. 2004 thì đã vượt biên qua bên Houston. Tổ nội Hoàng Duy Hùng, mục đích của ông Đức Đầu Bạc là thông não cho những cây đầu già mà không chịu lớn. Thế sao ông không thông não bà Phùng Tuệ Châu, thông não ông Peter Phượng, Peter Nguyễn, cái Phượng. Thì đó thằng Bảo Trâm với lại những thằng mà bây giờ còn nhắc cái Vũ Huynh Trưởng, người ta nói chết là hết, nhưng còn nhắc tới là để mà câu view thôi. Thì thằng Bảo Trâm nó cũng vậy thôi, chẳng khác nhau gì. Thì bây giờ đó, trả lời cho các bạn biết. Trước khi trả lời, cảm ơn Hạnh Đỗ. Thì cái này tôi không có để nốt trong này để nói chuyện. Nhưng mà Hạnh Đỗ nhắc lại thì câu chuyện mới biết hồi sáng này. Trần Văn Nam Sơn đang chuẩn bị đi. Mà bữa nay vé máy bay lại rẻ nữa. Nếu mà đi đường Singapore đó thì khứ hồi 750. Đi máy bay Việt Nam Airlines thì vẫn còn đắt. Khoảng chừng 600, 620, 630 một vé. Một chiều thôi nhá. Hai chiều là khoảng 1.200. Thì vẫn còn đắt. Hàn Âm Trưởng Bảo Trâm là con kên, ăn sắc thối. Nó ăn nhiều cái thối nữa. Nó lượm ngoài đường và nó ăn luôn, thối lắm. Tổ nội Hoàng Duy Hùng Bảo Trâm là kẻ tiểu nhân như là nửa vòng trái đất TV. Thì vấn đề mà thằng Trần Văn Nam Sơn đi được hay không tôi không biết. Và nếu mà thế lực của Hoàng Duy Hùng nó mạnh đến mức nào nó làm được thì là mình cũng phải hoan hô cho nó. Nhiều khi hai thằng vào đi nằm lại đi vào Phan Đăng Lưu nằm chung với nhau, biết đâu được. Tại vì Trần Văn Nam Sơn đã có bản án rồi. Và bản án của anh mà chưa tiêu hủy đó, tức là coi như anh vẫn là người có phạm tội về tội lật đổ đất nước. Và hiện tại anh vẫn đang là phó chủ tịch của Liên minh Việt Nam Tự Do, của Liên minh Dân Chủ của thằng Ngô Thanh Hải. Thì anh đi với tư cách như thế nào? Thì còn một cái nữa là trước khi để chạy đi vào trong cái chương trình, cái nữa là thằng Hoàng Duy Hùng nó khoe cũng không phải nó khoe nữa,
mà thằng Sài Gòn Vi Vu khoe dùng cho nó, là nói rằng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hứa sẽ giúp đỡ cho Hoàng Duy Hùng khi về Mỹ. Mọi sự dễ dãi để có quốc tịch Việt Nam và sẽ được về hưu ở, nghỉ hưu ở Việt Nam. Tôi cũng mong như vậy. Bởi vì quy chế mà nghỉ hưu đó, được lãnh tiền hưu mà tiền an sinh xã hội đó. Tiền nó không phải là tiền trợ cấp, mà tiền nó tiền hưu. Là sớm nhất là 62 tuổi rưỡi. Đó là nghỉ hưu non. Còn hưu đúng thời kỳ đó, đúng quy trình á, 65 tuổi rưỡi. Và hưu già đó, 67 tuổi rưỡi. Thì đó, có người nói rằng Phục Hưng Quốc Dân Đảng, nhưng mà nó không phải là thành phần Quốc Dân Đảng. Nó không phải là thành viên của Việt Nam Quốc Dân Đảng, nó là thành viên của Đại Việt, của Nguyễn Kim. Bên Việt Nam Quốc Dân Đảng đâu có cho nó vào. Thì ở đây tôi lấy thằng Hoàng Duy Hùng. Theo tôi nghĩ rằng nó là 20 này đã đủ 30 ngày. Không biết thời gian nó được ở bao nhiêu, 30 ngày hay 60 ngày. Nhưng mà cái thời buổi, thời gian nó vào đó là thường thì là cái là giấy chỉ được ở có một tháng. Dù rằng anh có cái giấy mà miễn thị thực 5 năm không thành vấn đề, hay 1 năm cũng không thành vấn đề. À, vấn đề Lâm Ngao đang nói đó thì không phải một mình thằng Sửu Đáng. 3 ngày hôm nay, ngày hôm nay là ngày thứ 3. Sau khi Hoàng Duy Hùng dạy dỗ gõ lên trên đầu, cốc 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 cốc, anh đã được Chủ tịch nước tiếp kiến. Do đó, trong tương lai những cái live stream rất cẩn thận về ngôn ngữ và cái nội dung. Câu đó nó chửi cha thằng Sửu Đáng, thằng Sài Gòn Vi Vu lên. Thằng Thái Quốc Thọ nghe câu đó người dẫn nổi đành đạch lên, ngứa hết cả người luôn. Chịu không nổi phải nhảy vào trong đó gõ cốc 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 cốc. Sau live stream với thằng Sửu Đáng xong thì thằng Hoàng Duy Hùng gọi điện thoại với thằng Sài Gòn Vi Vu. Rõ ràng rằng thằng Hoàng Duy Hùng câu nói đó các bạn nhìn thấy không, xác nhận rằng tội nó là cái tội ma cô ma cạo chính trị, đầu đường xó chợ, lưu manh mất dạy, mở miệng bằng đầu tiên mà hôm qua tôi đã đưa lên trên cái kênh Duy Hùng Hoàng, cái phần mà thằng Hoàng Duy Hùng nó chửi ông Nghĩa Trung Phạm, chửi ông Nguyễn Thành Phương, chửi các cựu chiến binh và những người chống đối như thế nào, 10 con bọ hung trong đó. Hy vọng rằng là ở trong nước những người nào còn ủng hộ Hoàng Duy Hùng hoặc là những thành phần nào đó, mà tôi nói rằng một góc khuất, mà góc khuất này khá mạnh ở trong nước, đã bảo trợ cho Hoàng Duy Hùng về, trừ phi đây là một cái kế rất là cao siêu của nhà nước Việt Nam để gài thằng Hoàng Duy Hùng, hoặc không phải bắt mà gài hùng thằng Hoàng Duy Hùng vào cái thế tứ tử từ tư. Tức là cái thế mà chết cửa tứ, mà đi vào cửa tứ là chết, tứ là bốn,
Việt Nam mình muốn nói là mày muốn chết à? Mày muốn đi vào cửa tử à? Đi vào cửa tử là cửa chết. Cửa tử là cửa tử. Sáng ngày có người mới khen tôi câu, anh nói nó là bốn cái bánh chưng là giống như là tứ cố vô thần, hay thật. Chỉ có Nguyễn Phúc Hùng nghĩ ra được cái đó. Dũng Hoàng, Hoàng Duy Hùng là bố vợ của Hoàng Duy Hùng. Trọng Sửu là bố vợ, ở đây bố vợ rồi. Bây giờ ba ngày hôm nay không những như vậy, Lê Bảo cũng ba ngày hôm nay. Lê Bảo cái video hôm nọ cuối cùng đã than phiền rằng Hoàng Duy Hùng câu đó anh không nên được nói với cả trên cộng đồng mạng, đáng nhẽ phải nói riêng. À, hỏi mới lại anh Dũng Hoàng cần phải đọc phải mặc áo không Quang Phố Cổ hay Nguyễn Mạnh Cường. Thì bây giờ trở về thằng việc Hoàng Duy Hùng. Cái việc từ Mỹ về Việt Nam của Hoàng Duy Hùng trong một cái giai đoạn mà Covid đang lên cái độ mà gọi là nóng bỏng nhất, tức là Omicron. Lúc đó thì sự vừa mới bắt đầu cởi mở trong một cái đó, thì lại vội vàng đóng hết cửa, ở đâu cũng vậy luôn. Ok, cả Quang Phố Cổ. Thì tại sao lại Hoàng Duy Hùng lại muốn đi vào Việt Nam? Lúc đó thì rất nhiều người nghĩ thế này, nghĩ thế kia, này, đại khái. Làm cách mạng thì chắc chắn đối với tôi không có. Không có lực lấy đâu mà làm. Một ông già Trần Văn Nam Sơn gần chết. Ngô Thanh Hải trẻ hơn cũng ngoài 60. Có dám lấy cả 5 cái cơ sở công nghệ thông tin của anh để anh đầu tư vào trong một đất nước Việt Nam mà chỉ có một thằng đệ tử duy nhất, mà thằng đệ tử lại ngu nữa là thằng Hoàng Duy Hùng. Thằng này nó chỉ có lấu cá đấy, bởi vì nó thuộc phường đá cá Lân Dương, nó không có giỏi và nó không có sâu sắc. Hoàng Duy Hùng đã đi vào Việt Nam bằng con đường không quang minh chính đại, ai cũng nhìn thấy. Nó lấy lý do này, lý do kia, đó là cái lối nói lấp liếm của nó. Còn thật sự từ ngày 18 tháng 12, nhà nước Việt Nam đã cho phép rồi. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, đã có những du khách nước ngoài mà người không phải là người Việt Nam đã được vào Việt Nam, mà thằng Hoàng Duy Hùng vẫn phải ăn dầm nằm rề ở bên Campuchia. Thì tức là nó đi vào con đường không quang minh chính đại. Và đã đi không quang minh chính đại mà nó làm vào được Việt Nam thì cũng có hai lý do. Một, có sự trợ giúp ngầm của một thế lực nào ở trong nước. Hai, cái đánh thức cái lòng thương hại đó của nhà nước Việt Nam khi biết nó ở bên hy sinh một số tiền để mua cái vé, mua cái quốc tịch Cameroon ở bên Campuchia. Cho tới ngày
Thì cả hai cái lý do này đều là không quang minh chính đại, đúng không? Không cái nào quang minh chính đại. Tự ý rằng Hoàng Du Hùng về Việt Nam hoàn toàn không có, chắc chắn. Qua hai cái sự kiện này, hai cái này thì tôi rút ra được một điều, chắc chắn là đã có một sự sắp xếp thỏa thuận để cho nó đi. Thì nó đã mua cái vé, lúc đó là cái chương trình cục lãnh sự mà bà Nguyễn Thị Hương Lan ấy, để bị bắt rồi đó. Mà bà Lan bị bắt cộng thêm ba người nằm phó cục trưởng, rồi hai người nhân viên nữa, một người bên tài chính, một người bên giấy tờ, tất cả bốn người bị bắt là vì thằng Hoàng Chí Hùng. Ngày 18 tháng Giêng năm 2022, chỉ còn có một ngày nữa là ngày 19, và 20 nó phải ra khỏi Campuchia. Mà nó không ra khỏi, cái thư tôi tố cáo Bộ Công an về vấn đề cấp quốc tịch Cameroon của nó, họ nhận được và họ đã biết. Nhưng mà tại sao họ không làm gì? Là tại vì nó nằm trong cái quy trình thằng Hoàng Duy Hùng đi từ Mỹ vào Campuchia và từ Campuchia đi vào Việt Nam. Rõ ràng như vậy. Thì thằng Hoàng Duy Hùng nó biết, thành ra nó không sợ bị bắt. Chắc chắn là bên Việt Nam có nói với lại bên Campuchia, có một người tên là Aloysius Duy Hùng Hoàng đi đường Campuchia để cho cái giá vé nó rẻ, chứ không phải đi vào lậu. Thì nếu có bạn sẽ hỏi tôi, thế tại sao nhà nước Việt Nam không làm một cái văn thư chính thức là đã tha tội cho thằng Hoàng Duy Hùng để cho nó đi tự do, và nó phải đi bằng quốc tịch khác? Tôi trả lời rất là đơn giản. Tại sao phải làm như vậy cho nó? Nếu mà mình làm như vậy cho nó là tương lai mình sẽ không chế tài nó được nữa. Còn bây giờ mình chưa cho, mình chưa rút cái giấy đó với lại cảnh sát quốc tế Interpol và các 8 nước Đông Nam Á, thì tên của thằng Hoàng Dung vẫn còn nằm ở trong đó. Tức là trong tương lai nó sẽ không quá cảnh vào Việt Nam được. Thì tại sao mình phải làm cái chuyện đó? Mình cứ giữ như vậy đi. Nhưng mình nói riêng với lại Campuchia, cho thằng Hoàng Dung nó vào. Chứ các bạn hỏi lại tôi, thế bây giờ đi về Mỹ nó mua được vé trực tiếp bay thẳng là từ Houston đi vào Đà Nẵng hay là Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh thì nó đâu cần phải quá cảnh nữa. À đúng. Thế nhưng nó mới phải người nào khác thì rất là đúng. Với Hoàng Duy Hùng thì không. Hoàng Duy Hùng cho tới giờ phút này vẫn cần phải có giấy giới thiệu, dù rằng nó có cầm cái hộ chiếu 5 năm, vẫn cần phải có cái giấy thi, cái giấy thị thực 5 năm, vẫn cần phải có tổng lãnh sự Houston cho phép thì nó mới được mua vé máy bay. Thành ra cách nào mình Việt Nam vẫn nắm con dao đằng chuôi, thằng Hoàng Duy Hùng nắm con dao đằng lưỡi. Chưa kể hiện tại bây giờ tôi bảo đảm với các bạn, năm 2019 cũng như kỳ này, nó đi đâu đều có công an đi kèm theo. Chỉ có cái là thằng Nguyễn Quang Trường nó không quay cái anh công an đó. Không phải đi một người đâu, mấy người lại chứ. Vâng, chào Hà Dương, lịch sự ghê, chào vào cái là chào nhà báo ca sĩ Lệ Hằng.
Hình như là Đỗ Hạnh là đàn ông, còn Hà Dương là mới là phụ nữ mà đúng không? Doraemon bữa nay không thấy đi đâu. Trở lại vụ Hoàng Duy Hùng. Thành ra tôi thấy rằng các bạn đồng ý, nó đi vào con đường Việt Nam không phải là quang minh chính đại. Mà cái người mà đi vào Việt Nam không quang minh chính đại đó, thì có đáng để cho chúng ta phải lo sợ, quan tâm không? Quan tâm đây là tức là quan ngại đấy. Không có gì quan ngại hết. Mà theo tôi đấy, tất cả đều nằm trong cái bài bản và quy trình của Công an Việt Nam hết. Có thể là lúc đầu có một số bạn và chúng ta đó, bực mình khi mà thấy thằng Hoàng Duy Hùng đã được như vậy. Thế nhưng mà rồi mình nghĩ lại, ngày hôm 18 nó thấy là không thấy một động định gì hết. Một mặt nó nói thằng Nguyễn Quang Trường làm một cái video láo dựng lên câu chuyện thằng Nguyễn Quang Trường đi tới trước cửa Tòa soạn Báo Nhân Dân, đâu có đi vào trong đâu. Nó làm kịch, nó đóng kịch hết. Nếu mà thật thì nó phải đi vào trong Tờ Báo Nhân Dân đúng không? Cầm một cái lá thư, cầm cái lá thư xong rồi nó bảo nó tới nó nhận cái lá thư ngày mai sẽ đại diện cho Hoàng Duy Hùng, tức là ngày 20 đó. Ngày mai là ngày 20 tôi sẽ đại diện anh Hoàng Duy Hùng đi vào dự lễ trúng giải Búa Liềm Vàng. Nó không mở cái phong bì ra ở đó, nó không vào trong văn phòng Báo Nhân Dân, nó mang ra ngoài xe. Tại sao mình không để trên cái bàn Báo Nhân Dân mình chụp, mình quay phim nó, nó trang trọng hơn là mình mang ra ngoài cái yên xe của cái xe gắn máy của nó, xong để đó nó quay. Xong rồi nó mang về nhà nó. Về nhà nó mới thể ra ở phong bì đề là Nguyễn Quang Trường, kính gửi anh Nguyễn Quang Trường. Thơ của Nguyễn Quang Trường đâu phải thơ Hoàng Duy Hùng đâu. Nếu mà thư của Hoàng Duy Hùng mà thằng Nguyễn Quang Trường gửi dung đó, nhận dung đó, thì phải đề là kính gửi luật sư Hoàng Duy Hùng. Mà tờ báo Nhân Dân Đức Dũng thì hay dùng cái câu đây là luật sư Hoàng Duy Hùng ở Mỹ. Có rất nhiều luật sư Hoàng Duy Hùng, có rất nhiều người tên là Hoàng Duy Hùng, nhưng mà đây là luật sư Hoàng Duy Hùng ở Houston, Mỹ. Đấy, nói rõ ràng như vậy. Rồi mở ra tưởng cái gì nữa, lại một cái thư chúc Tết Nguyễn Quang Trường mà lại sẽ lại có Hoàng Duy Hùng. Rồi lại một cái thư mời, giấy mời đồng chí Hoàng Duy Hùng. Quý vị thấy rằng những cái bây giờ mình lúc đó thì có thể tôi cũng như các bạn không nhìn thấy cái gì, chỉ biết là nó láo xạo nhưng mà không biết xạo tại sao. Bây giờ thì mình thấy rõ ràng đó là một cái kịch bản. Cái kịch bản đó nó tới là do thằng Hoàng Duy Hùng ngày 18 nó đã nhận được cái giấy mời đó, thì tại sao thằng Nguyễn Quang Trường lại phải đi tới Báo Nhân Dân nhận mà không phải là nhận từ ban tổ chức giải Búa Liềm Vàng, mà lại tới Báo Nhân Dân. Báo Nhân Dân lấy cái tư cách gì mà mời thằng Hoàng Duy Hùng tới cái dự lễ đó, mà thằng Hoàng Duy Hùng lại không có tác phẩm nào trúng giải hết. Cái chuyện rất là vô lý ở chỗ đó, không có hợp lý. Ông hàng xóm tôi, ông đại diện, ông gửi cái giấy mời ông nào tới nhà tôi đó, được không? Tờ báo Nhân Dân không có tư cách gì để mời Hoàng Duy Hùng hết. Bởi vì cái bài báo mà Hoàng Duy Hùng mà dự thi đó là được đưa vào chung cuộc, đã được đưa vào chung cuộc nhưng mà không trúng giải gì hết. Đâu phải là tất cả những người đi vào chạy đua đó đều có giải hết đâu. 10 người đứng chạy đua thì chỉ có giải nhất, giải nhì, giải ba thôi, còn 7 người kia là loại hết. Thì thằng Hoàng Duy Hùng nó đâu có trúng giải.
từ chống cộng cực đoan đến trở về với lại đến ủng hộ Đảng Cộng sản. Đó là bài viết của nó năm 2019, không trúng giải nhưng mà được có dự giải. Tôi xác nhận có là chẳng qua là vì bà Mai và có viết ở trong đó, Bộ trưởng Nội vụ có viết ở trong đó. Bà là trưởng ban tổ chức của giải báo chí quốc gia, và giấy chứng nhận Hoàng Duy Hùng với bài viết từ hành trình chống cộng sản, từ hành trình chống cộng đến ủng hộ Đảng Cộng sản, được vào chung cuộc. Được vào chung cuộc không có nghĩa rằng là được trúng giải. 700 tác phẩm đưa vào, và nó có phải là ai đi vào trong đó đều là ấy. Thành ra ngày 20 thằng Nguyễn Quang Trường đâu có đại diện cho Hoàng Duy Hùng được, tại vì tụi nó bịa ra mà. Thì thằng Hoàng Duy Hùng ngày hôm 18 nó thấy là ngày mai này còn có ngày 19 là xong rồi, nó phải đi ra mà không thấy động tĩnh gì. Thế là nó quýnh lên. Các bạn nhớ không cái video nó lên án nhà nước Việt Nam, nó chửi rõ ràng là nhà nước Việt Nam bóc lột và móc túi chính công dân Việt Nam của họ. Đấy nhá, nó lên án mạnh lắm, nó chửi nặng nề lắm. Thì ở trong nước chắc chắn là có họp. Chết cha rồi ông, cái thằng Hoàng Duy Hùng này bây giờ đó, thằng này nó cũng dễ điên lắm, nó nổi cơn điên lên nó chửi túa bùa đấy. Thôi phải cho nó vào thôi chứ không thôi nó còn sai ra nữa. Thì nó nói rõ ràng rồi, những cái đường bay nó là 2 năm vừa rồi là lợi dụng Covid để mà bán vé, nâng giá vé lên. Nó còn phân tích, nó còn cho giá vé nữa. Nó bảo tăng lên gấp đôi, gấp ba cũng còn được. Đằng này tăng là gấp mấy lần, 8.000, 10.000 cái vé. Thì do đó vội vàng cho nó đi vào. Ngày 20, ngày 19 nó còn ăn hủ tiếu, bún bò Huế, bắt cuối cùng ở Campuchia và nó vào Việt Nam. 20, hai thằng tới trước cửa nhà hát lớn, Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Mạnh Cường và mấy anh em đã đứng ở nhà hát lớn để chờ để coi thằng Hoàng Duy Hùng. Nó láng sáng ở trước cửa nhà hát lớn, trong hai thằng đi băng qua bên kia đường để ăn kem Tràng Tiền trong lúc Hà Nội đang rét. Những thằng điên mới đi ăn kem Tràng Tiền lúc mà trời đang rét, là ban đêm đang có mưa nữa. Ngày hôm sau, xuân quê hương, thằng Nguyễn Quang Trường gọi Nguyễn Phú Bình xuống, đang trên lầu, trên bước xuống. Thế là đứng Hoàng Duy Hùng chụp cái hình, thế thôi, trong chia tay đi về. Nó cũng đâu được vào trong xuân quê hương. Thì như vậy, cái sự kiện ngay lúc bước đầu 20 cho tới ngày 25, nó đã cho thấy rằng nó không phải là một người khách mời, một người đi chui, đi lén, được nhà nước Việt Nam thương hại, đưa vào để bịt miệng nó. Tại nó không vào, nó ngồi ở bên Campuchia hoặc là Campuchia hoặc là nó về Mỹ, nó còn chửi cái vụ túa chua lên. Nhưng mà tại vì nó chửi tức là nó có lộ rồi. Mà nên nhớ rằng trong Bộ Ngoại giao không phải chỉ có một nhóm cục lãnh sự của bà Hương Lan đâu, có nhiều nhóm cũng đang ngấp nghé
cái cơ hội bằng vàng đó. Thành ra họ sẵn sàng chơi nhau thôi. Thế lực chính trị chơi nhau. Để nhân tiện mà thằng Hoàng Dung nói ra, thề là thành ra họ phải khai thác. Và khai thác là phải đưa bà Hương Lan và ba người kia ra làm vật tế thần trước, chuyện hạ hồi phân giải sau. Không, cái chuyện nó đưa được mời đằng này, nó lại là cái người mà được nó bảo là nó cử rằng Nguyễn Quang Trường đại diện nó lên nhận giải. Phạm Linh à, đại diện cho nó đi lên phòng lãnh giải, mà nó có trúng giải đâu mà nó được lãnh. Cảm ơn Phạm Linh. Yêu của mình nữa. Tôi khát nước cũng giống như thằng Hoàng Duy Hùng khát giải búa liềm vàng. Nó mà được giải búa liềm vàng giờ này nó còn gáy đấy, lên tận thiên đình luôn. Lát nữa tôi nói về họ nội họ ngoại cả nhà nó. Thì bây giờ vấn đề về ai giúp và lý do giúp mình không quan tâm. Cái chuyện đó theo tôi biết đó là quy trình của nhà nước, và nhà nước đã có sắp xếp hết à. Chúng ta không nên quan tâm nữa. Mà chúng ta cần xem được thằng Hoàng Duy Hùng nó đi đâu, nó làm cái gì, và những cái việc làm của nó có phản ánh được cái tư cách một lãnh tụ như là nó mong muốn hay không. Tại vì nó mong muốn được về Việt Nam tiếp đón rình ràng. Tôi nhắc lại các bạn, từ ngày 21 cho tới ngày 25 nó đi đâu? Nó mới thằng Nguyễn Quang Trường lanh quanh thôi. Ngày 25 thì nó đi vào lăng Bác Hồ. Mà có thăm Bác không? Không. Nó đi ngoài lăng. Và thằng Nguyễn Quang Trường cũng vậy. 8 năm ở Việt Nam chưa bao giờ nó bước chân vào trong lăng. Tôi khẳng định điều đó vì quý vị nghe các bạn xem lại cái video nó đi lăng để coi. Ngày hôm 25. Nó đi như thế nào? Tụi nó rất là hớ hênh khi nó quay cái cảnh ở về phía bên cái nhà tưởng niệm Bác Hồ bên cạnh chùa Một Cột đó. Đấy. Chỗ đó có chỗ gửi xe, xong gửi xe người ta đi vào, đi vòng đằng sau, đi ngược ra đằng trước. Tại vì nếu mà nó đi đằng trước đường Hùng Vương vào đó là có cái trạm của công an. Trạm đó tịch thu tất cả các phone, các điện thoại, các ấy, tất cả hết. Thì khi mà đi vào lăng ở Việt Nam thì biết mình đi vào chỉ một lối vào và đi ra một lối khác. Cái lối mà đi ra đó là vòng ra đằng sau. Nhưng mà tụi nó lại đi đằng sau nó vào đằng trước, mà nó không vào trong lăng. Vẫn có điện thoại, vẫn có quay phim vào đấy. Là như vậy tụi nó láo xạo. Rồi bỏ qua tất cả những cái chuyện mà nó láo xạo từ bên Campuchia đây. Bây giờ láo xạo thứ nhất vào trong lăng, mà nó nói rằng nó kể lể để cho nhà nước Việt Nam thương hại nó. Lần này nó về Việt Nam nó sẽ toại nguyện ý định là dâng hương Bác Hồ là thứ nhất. Thứ hai
đi 6 tỉnh biên giới. Và thứ ba đi về thăm nhà thờ của gia đình nó ở Nghệ An, đúng không? Nó không có nói gì tới Bác Hồ nha, không có tới Kim Nam Đàn Kim Liên gì hết. Thì bây giờ thứ nhất, nó không có đi vào trong lòng. Như vậy là câu, cái lời hứa thứ nhất của nó vẫn chưa thực hiện. Nếu nó vào trong lăng đó, thì là cái thằng chung của Việt Vision đó, phải quay chứ. Phải quay cái phim mà, và nói luôn ông Hoàng Duy Hùng đang không có vòng hoa nữa nha. Bước vào trong lăng. Quay, người ta cho phép quay sau lưng chứ không cho phép mang cái máy vào bên trong quay. Thì thằng Trung phải đứng ở ngoài quay Hoàng Duy Hùng và thằng Nguyễn Quang Trường đi vào trong lăng khuất trong rồi thì mới gọi là đi vào trong lăng được. Còn nếu mà trước khi vào đó thắp nhang ở đằng trước xin Bác Hồ, nó đâu có làm cái chuyện đó. Thành ra tôi khẳng định nó chưa vào trong đó. Nó là một thằng nói láo, thằng đóng kịch mà không có căn. Và cái thứ hai nữa, nó còn mất dạy. Nó dùng cái tâm linh mê tín dị đoan. Trong lúc tôi vào chiêm ngưỡng, Bác thì có một tiếng nói từ trong trái tim xuống dưới gan và lên tới não. Tôi chưa bao giờ nghe nói có ai nói mà từ trong gan đến gan. Mà theo tôi diễn nghĩa đó, trong tim. Gan đây là nó lấy can đảm. Nó lấy can đảm. Hay là Bác Hồ lấy can đảm để nói với nó. Phải nhờ lá gan của nó để nói với nó. Thằng mất dạy. Nó bịa một câu chuyện này. Mà nhiều người nghe. Thế mới khổ. Bây giờ tôi không nghe thì tôi giải thích. Rồi nó nói rằng Bác tha thứ cho nó này kia để xảy. Toàn là những lời của nó. Dũng Hoàng tóm lại Hoàng Duy Hùng để đi hai hàng. Chào bạn Phạm Ca mới vào. À, Dũng Hoàng, cái đó tôi cũng mới nói với lại một anh bạn hồi sáng nói chuyện với tôi. Nó có khóc đâu. Nó làm bộ, nó quay mặt đi, xong nó cầm cái giấy nữa đấy. Lúc nó quay lại, khi người ta khóc, dù người ta lau đi nước mắt đi, thì nó mắt nó cũng vẫn đỏ và cái mi nó vẫn phải ướt. Mắt nó khô queo à. Nó sợ. Thì Dũng Hoàng nói rằng nó sợ chống cộng cực đoan. Không tin nó. Đúng, đúng. Okay. Chúng tôi... nói tiếp về cái vụ. Thì cái vụ đó, các bạn có bao giờ mà Bác Hồ mà chạy vào trong tim nó là xuống dưới gan để mượn cái lá gan của nó và để Bác Hồ chạy lên não, động não nó lên, Bác tha thứ cho nó. Nó vừa nói mà nó còn cười tủm tỉm, nó cười có vẻ hả hê. Nó bảo mà nó lừa được những người nghe của nó. Nó có vẻ thỏa mãn, tiểu nhân đắc chí, cười hi hi. Ok. Thứ nhất, cái điều thứ nhất của nó sao? Cái điều thứ hai của nó đi 6 tỉnh biên giới. Nó đi được chưa? Nó đi Lào Cai. Lào Cai chứ, Lào Cai chỉ có một tỉnh thôi. Là một trong những nơi mà trận chiến Hà Giang. Ngày mai sẽ là trận chiến của Việt Trung. Bên cạnh Lào Cai là Hà Giang. Bên kia là Lai Châu. Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, rồi Móng Cái, Lạng Sơn, 6 tỉnh. Nó đi mới có Lào Cai. Tôi hỏi nó tại sao nó không lên Sapa. Bữa trước tôi thách nó rồi. Trước khi nó đi Lào Cai tôi thách. Từ Yên Bái lên Sapa không có xa. Lý do tôi thách nó là tại vì nó vẽ một cái hình
nó đang cầm lá cờ đỏ sao vàng, lá cờ Tổ quốc. Nó đứng trên đỉnh Sapa. Đây là một cái hành động ví von. Mày phải đi lên trên đó chứng minh là mày thực tâm. Đừng chơi cái trò mà lộng giả thành chân như vậy được. Là sao? Là tại vì cái hình đó là cái hình chụp cái đỉnh núi Sapa. Là hình nó đứng trên nó cầm cái lá cờ. Thì cái đỉnh núi Sapa và cái hình nó đứng trên đó là cái hình giả. Cái hình giả thì đương nhiên cái lá cờ cũng phải giả luôn. Đúng không? Cái đỉnh núi Sapa là chỉ có là cái biểu tượng thôi, không có phải hình thật. Mà từ Lào Cai lên Sapa 38 cây số, một tiếng đồng hồ lái xe mà nó không đi. Mà nó nói nó đi 6 tỉnh để nó viết lại lịch sử Việt Nam, mà nó mới đi có một cái Lào Cai nó đi về rồi. Nếu nó đi Lào Cai, nếu đi Lào Cai nó phải có những cái này. Trong này có chữ Francipan. 3.143 mét. Francipan 3.143 mét. Ba mặt. Nếu nó đi Sapa, nó phải có cái này với ngôi sao vàng ở trên. Cái kia thì không có ngôi sao. Nếu nó đi Phan Xipan, nó phải có cái này. Bốn mặt. Có đỉnh Phan Xipan. Đây là những quà lưu niệm ở trên. Chỉ có trên trong Phan Xipan mới có mà thôi. Nó không có đi. Và nó đứng trên cái đỉnh Phan Xipan giả. Điều đó nói lên rằng cái lòng của nó cũng giả. Tại sao nó đi thật nó không đi? Chỉ có một tiếng đồng hồ lái xe thôi mà không đi. Nó còn nói một câu, tại vì mùa này không có gì để mà xem. Anh em nói với tôi mùa này không có gì. Cái điều đó không phải. Không phải mình đi du lịch, mình phải đi xem. Mà mình đi mình tỏ rằng mình đã chiến thắng được đỉnh nóc nhà Đông Dương. Đúng không? Đã tới Lào Cai mà không lên Sapa. Sapa còn nhiều cái để xem chứ. Có cổng trời 1, cổng trời 2. Tôi đi tới cả cổng trời 2, lên mái tuốt trên đó luôn, đứng ở trên đỉnh luôn. Nhìn hết cả thành phố Sapa. Rồi, chưa xong. Trong cái vụ Yên Bái, thời gian nó chui rúc ở Yên Bái, nó làm cái gì? Tôi chỉ muốn chứng minh những cái việc nó làm trong thời gian ở Việt Nam để cho mọi người, những con nhang tung hô cho nó, để cho thấy rằng nó chẳng là cái quái gì hết. Nó chỉ là một con chuột chui rúc ở cống Campuchia vào Việt Nam. Rồi nó chui rúc từ cái cống ở chợ phố cổ bò lên trên Yên Bái. Ở trên Yên Bái con le le là nhân viên cũ của ông Nông Thụy Sĩ, nguyên là tổng biên tập của tờ báo Yên Bái. Chắc chắn là nó có một phong bì biếu Tết cho ông Nông Thụy Sĩ rồi. Thành ra Nông Thụy Sĩ mới đưa thằng Hoàng Duy Hùng vào trong đó để giới thiệu với các anh em. Bởi vì dù sao bây giờ Hoàng Duy Hùng cũng đang ở dưới gầm giường của con le le. Thằng Nguyễn Quang Trường mà con Quỳnh Le Le nó nằm ở trên, Hoàng Duy Hùng nằm dưới gầm giường. Nói theo kiểu Lê Thái đó, một thằng thì đi ở rễ, kéo chưa đã xong rồi còn kéo bên thằng bạn vào nữa để phục vụ nữa. Thấy mẹ rồi. Đàn ông thì ở rễ là nhục lắm. Việt Nam đàn ông ở rễ là nhục lắm.
thì thằng Hoàng Duy Hùng đi vào trong đó, nó là khách mà nó cầm cái điện thoại lên, nó quay nó mở ra. Bên kia là anh Văn tổng biên tập, bên kia là chị Liên phó tổng biên tập, bên kia là anh Đức này. Nó là chủ nhà hay là nó khách mà nó mất dạy nữa. Khi người ta giới thiệu, người ta phải giới thiệu cả tên và họ. Anh Văn này thiếu gì anh Văn, chị Liên này thiếu gì chị Liên. Nhớ chị Liên mà còn tên Tử thì sao? Liên Tử. Liên là gì? Liên là sen, Tử là con. Liên Tử là con sen đúng không? Mày nói Liên Tử mày không nói họ người ta. Trần Quỳnh Liên ấy. Rõ ràng. Mày nói Liên người ta lại tưởng Liên Tử. Liên Tử là con sen. Phó tổng biên tập. Sen. Phó biên tổng biên tập. Chị Liên. Phải nói là chị Trần Quỳnh Liên. Gặp tôi. Đã chào hỏi. Chào đồng chí Hoàng Duy Hùng. Một người đảng viên chân chính. Đồng chí là một đảng viên chân chính ở ngoài đảng. Cái Dũng Hoàng cũng tinh mắt. Con le le nó bộ dưới nó bự hơn cái vai nó. Tức là cái mông nó to hơn là cái vai. Quý vị thấy không? Nó nhìn cái mông nó cái này mà nó cái vác cày qua núi là bể ngực luôn. Rồi trở lại cái vấn đề. Đó là ngày mùng 2 tháng 2. Tại sao tôi nói ngày mùng 2 tháng 2? Là tại vì buổi tối hôm đó, thằng Trần Anh Tuấn là thằng người lái xe tới nhà nó. Hai thằng ngồi nói chuyện mà nó ngáp. Mà nó nói rằng là 9 giờ rưỡi sáng. Nó bảo nó thức suốt đêm để chờ thằng Trần Tuấn Anh. À, Trần Anh Tuấn. Thằng này nó mồi mép lắm. Nhưng mà thật sự lúc đó 9 giờ rưỡi. Tại sao tôi nói 9 giờ rưỡi? Tại vì cái đèn này trên đầu trong nhà mở. Ban ngày làm sao mà mở đèn. Rồi cái đèn ngoài sân nhà con le le là bằng kính. Quý vị nhìn lại coi. Ở ngoài sân cũng anh cũng có đèn. Thì như vậy là 9 giờ rưỡi sáng mà còn mở đèn ngoài sân à? Tổ tiên sư cha nó nghĩ rằng tôi bốn mắt là tôi đuôi mắt. Nó khôn mà không ngoan. Thì nó nói rằng ngày mai sẽ là ngày sinh nhật của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tức là ngày mai là bao nhiêu? Mùng 3 tháng 2 đúng không? Thì tôi mới đoán ra là cái video nó nói với thằng Trần Anh Tuấn là sau cái video mà đồng chí ở ngoài đảng, một đảng viên ở ngoài đảng. Thì tức là mùng 2. Không ai đi tới mà toàn soạn báo ngày mùng 1 Tết hết. Ngày mùng Tết ai người ta cũng ở nhà lo tiếp khách. Rồi. Thế ngày mùng 2 nó làm gì? Tại sao nó nói mà ăn mừng sinh nhật Đảng Cộng sản mà ngày mùng 3 tháng 2 nó lại không, nó lại ở nhà. Nó đi với lại nông Thụy Sĩ đi thăm cái vớ ba vớ vẩn. Như vậy là tỉnh ủy Yên Bái không có mời nó tới tham dự cái ngày sinh nhật. Theo tôi đó phải gọi là đúng nghĩa là ngày kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng nó nói ngày sinh nhật để nó tránh lời ong tiếng bấc, tiếng ve ở cộng đồng này. À, mày về mày mừng 92 năm thành lập Đảng Cộng sản mà mày lại đảng viên chân chính ngoài đảng, tức là mày sắp sửa đi vào trong đảng vậy đó. Mày là chân chính ở ngoài đảng đúng, nhưng mà mày đi vào trong đảng mày sẽ đi bằng chân giả đúng không?
Thì ở trên Sapa còn có cái cổng chơi một, cổng chơi hai ở trên rẻ rồi, có nhiều thứ mà nó cái chân của nó gút như vậy mà nó đi tới cổng chơi một nó cũng chết mẹ nó rồi, chứ đừng nói là cổng chơi hai. Rồi đúng vậy, Phạm Lĩnh nói ruộng bậc thang dốc ba tầng nhà thờ đá nổi tiếng ở khu nhà thờ đá là cái có cái chợ chợ tình của Sapa, cái trên Sapa có chợ tình. Ê, trở lại cái vụ này phân tích đáng nghe thì tôi nói đến các bạn là tôi chờ nó về đây tôi mới làm, nhưng thôi nhân tiện hôm nay mình nói luôn tại mấy bạn hỏi tôi nói luôn rồi. Xong ngày mùng 3 tháng 2 nó đi làm vớ vẩn, nó đi với lại nông Thụy Sĩ, tức là coi như nó không được tỉnh ủy Yên Bái mời nó tham dự, bởi vì mày là đảng viên ngoài đảng. Okay. Rồi sau nữa ngày mùng 7 tháng 2 tỉnh Yên Bái phát động chiến dịch trồng cây xanh để tưởng nhớ Bác Hồ, nhớ công ơn Bác Hồ trồng cây, nó cũng không được mời nữa. Tại sao? Tại vì người ta biết người ta trồng cây xanh nhưng mà thằng này thì chuyên môn chém cây xanh, bằng chứng này này, vợ con nó cũng chém hết, chém hết đây. Bây giờ ở bên Mỹ này chẳng còn ai hết, không còn ai gì hết, nó chém cả cuộc đời nó rồi bằng láo lếu bằng lường gạt, kiểu bây giờ là ai tin nó được. Nhưng mà cái chính đã không được mời đi trồng cây, mà nó mà được trồng cây thì chắc giờ này nó còn gáy lên trên trời, mà nó đi cắt tóc gội đầu, nó đứng trước cửa tiệm hớt tóc. Tôi nghĩ là nó cố tình, tại vì ở trên cửa tiệm có tóc để một cái chữ rất là to, ráy, lấy ráy tài, lấy ráy tài. À, thì ra nó bị người ta chửi nhiều quá nên nó phải ngứa ngứa tai, nó phải đi bọc lỗ tai. Rồi sau đó chuyện gì? Đùng cái hôm ngày mùng 8 đi về thành phố Hà Nội. Buổi sáng thì được Đại sứ Lương Thanh Nghị tiếp. Trong Facebook thì Đại sứ Lương Thanh Nghị có cái nick tên là Hoàng Trường. Đại sứ Lương Thanh Nghị tiếp nó. Thì cái chuyện mà Ủy ban người Việt về người Việt Nam ở nước ngoài á, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài đó, là cái chuyện bình thường. Tại vì nó là Việt kiều, không có gì quan trọng hết. Và cái này cũng không phải là một sự sắp xếp có. Cái này phải nói là bất ngờ, là bởi vì cái thằng này nó hay khoe. Thì nếu mà có nó đã khoe rồi, ngày mai quý vị nhớ không, những cái chuyện nó hay trong video đó, nó hay khoe ngày mai nó làm cái gì này. Ngày mai tôi sẽ về Hà Nội đi gặp Ủy ban người Việt, chẳng qua là tại vì bất ngờ được người Ủy ban gọi, thế là chạy ba chân bốn cẳng chạy về gặp Ủy ban người Việt. Xong thì qua gặp Mặt trận Tổ quốc Phan Khánh Thành ấy. Thì gặp Mặt trận Tổ quốc thì trong Mặt trận Tổ quốc phải có một người mà tôi tin rằng là ông Nguyễn Phú Bình. Nếu mà Thứ trưởng Nguyễn Phú Bình cho là tôi nói sai đó thì ông cứ việc nhắn tin cho tôi. Ở bên Ủy ban người Việt có email của tôi mà, có cả Facebook của tôi. Nhắn tin vào đó, anh Hùng anh sai rồi, anh cải chính giùm cho tôi cải chính. Còn bây giờ tôi nói, tại vì ông Nguyễn Phú Bình này chơi rất thân với thằng Hoàng Dương, không phải là ông thích Hoàng Như Hùng, à quên, rất thân thằng Nguyễn Quang Trường, không phải ông thích, mà thằng Nguyễn Quang Trường nó có âm mưu, nó phải bám trụ. Thì bám trụ người nào? Bám trụ ông Nguyễn Phú Bình. Thứ nhất, ông sắp sửa về hưu rồi,
Ông Nguyễn Phú Bình năm nay ông đúng như ông về hưu rồi nữa, sinh năm 1948, bảy mấy tuổi không? Thì ông đang làm chủ tịch của cái ủy ban yểm trợ người Việt Nam ở nước ngoài, thành phố Hà Nội. Thì đang Nguyễn Quang Trường nó bấm ông, thành nhờ ông Nguyễn Chí Bình, Phú Bình, hôm mà 22 đấy, tháng Giêng, đứng chụp hình với Hoàng Duy Hùng, tất cả đều do ông Nguyễn Phú Bình. Ông Nguyễn Phú Bình lại là một thành viên trong Mặt trận Tổ quốc, và nó đi vào trong Mặt trận Tổ quốc nó lại mất dạy nữa. Nên giới thiệu ông Phan Thành Tài. Nên giới thiệu ông, đây là anh Tài. Tài là phó chủ tịch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, nó cũng chẳng giới thiệu chức vụ luôn. Đấy, anh Tài Mặt trận Tổ quốc, đây là anh gì, anh gì nó quen hồi xưa này, mấy chục anh Trần Trần Đức Lợi. Nó cũng làm chủ nhân, nó đứng giới thiệu mấy người trong Mặt trận Tổ quốc. Xong rồi nó bị ông Tài hay mấy người nhìn nó một cặp mắt lạ lùng, như là một con quái vật từ một hành tinh nào xuống. Cái thằng này là tiến sĩ luật, tiến sĩ thần học, mà nó không biết cái văn hóa Việt Nam, nó không biết lễ phép. Đi vào nhà người ta, nó thay mặt chủ nhà, nó đứng giới thiệu khách. Phạm Linh. Cái nghề của tôi là phải soi, thành ra tôi bắt buộc tôi phải soi. Tôi khó chịu lắm. Nhiều khi tôi còn khó chịu hơn Phạm Linh nữa, nhưng mà tôi bắt buộc phải nghe. Nghe nó bực mình lắm. Nó nói làm xàm, nó nói xàm, nói vậy. Nghe là muốn, nghe là ướt quần luôn, nhưng mà vẫn phải nghe. Xong đó chưa kể. Rồi sau đó nó gặp một ủy ban liên hiệp phát triển cái gì đó. Thì nó về nhà. Tôi đang ở nhà thì tự nhiên có buổi chiều đó, điện thoại gọi tôi vào phủ chủ tịch cùng với đoàn bóng đá Việt Nam. Nó xác nhận là nó không được mời. Hôm qua tôi nói bằng, nói là nó được ghép, thì tôi nói bằng cái lời trên video nó lịch sự. Nhưng có người nói với tôi, anh đừng nói chuyện ghép. Chuyện ghép tôi đồng ý. Tôi nói là ghép là quá lịch sự cho nó. Nó là được, nghĩa là nhét vào trong đó để cho đi. Hả? Nói là kiểu bình dân, cả chị lại hàng nói anh đi ăn có. Thế xong rồi, nó vào trong đó nó có hai cái nhục. Cái nhục thứ nhất, khi mà ông kiểm trưởng đoàn ấy, đại diện hình như là tiền của ai cho, như có người nói với tôi là ông Đào Hồng Tuyển, không biết có phải không, 3 tỷ 600 triệu cho đoàn tuyển thủ Việt Nam. Nó đứng nó chơi mách ếch, ít ra đó dù nó nghèo đi đến đâu nữa nó cũng phải tặng ít nhất là 1.000 đô la, tức là khoảng 23 triệu, à cả 238 triệu. Nó phải tặng ít nhất là 1.000 đô la, 223 triệu, không các bạn? À, đúng rồi, 23. 100 đô la là 2.3 triệu, 800 ngàn. 2.3 triệu, 80 ngàn. 1.000 đô la đi. Đằng này đứng im. Ăn có mà nhục nhã quá. Giữ thể diện cho mình là khách từ bên Mỹ về. Mà tôi nói thật các bạn, người ta hồi xưa ta bảo tưởng Việt Kiều giàu lắm. Thật sự Việt Kiều, tôi biết nhiều cái mặt ở đây nghèo rách mùng tơi mà đi về bên đó thì khoe ghê lắm. Đi lên Beverly Hills chụp hình trong về khoe,
Đây tôi, nhà tôi ở bên Mỹ đấy. $1,000 bằng 23 triệu. 23 triệu 8. Rồi, chưa xong. Thì lúc đó, những người được tặng quà, thì đương nhiên nó cũng được tặng quà. Không lý không cho nó. Thế nhưng mà trước đó nó bảo rằng á, mặc dù nó đeo khẩu trang, nhưng mà Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vẫn nhận ra nó. À, đây là anh Hoàng Duy Hùng đấy à. Nó không hiểu thâm ý của... Thứ nhất, cái ý nghĩa của câu à anh Hùng, Hoàng Duy Hùng đây à. Chủ tịch nước nó có vẻ nói như vậy là mày, tao tưởng mày ba đầu sáu tay, ai ngờ mày cũng phải là đi ăn có cái đoàn tuyển thủ để đi vào trong này gặp tao à. Đấy, cái câu nó là như vậy. Tiếng Việt Nam, nhưng mà tôi dịch ra tiếng Việt Nam đó, được không? À anh Hùng, Hoàng Duy Hùng đây. Còn nó nói mà dù mà bịt mặt vẫn biết nó. Mày làm như mày nổi tiếng đó mà. Mày nên nhớ rằng trước khi mày vào trong dinh và phủ chủ tịch, công an tất cả mọi người đều biết mày là ai rồi. Đâu có gì mà chủ tịch nước mà phải ngạc nhiên mà à anh Hùng, Hoàng Duy Hùng ở đây à. Câu đó có nghĩa rằng tao, tôi tưởng anh là người ba đầu sáu tay, rốt cục anh cũng chỉ là một con chuột bò từ Campuchia ra, lén lén đi dùng quốc tịch Cameroon để đi vào Campuchia, chờ còn ngày cuối cùng được chúng tôi nghe là cho vào Việt Nam, cho vào nha, không có mời nha. Và bây giờ anh lại đi lén lén, đi ké ăn có với đoàn bóng tuyển thủ bóng đá. Rồi nó bảo rằng tại sao chủ tịch nước lại đón tiếp đoàn bóng đá mà nó lại được đi vào nữa. Có lẽ là ông chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc này đá banh giỏi lắm, hoặc là hồi trẻ ông chơi đá banh. Cái đó là cái suy diễn. Khi mà chủ tịch nước hoặc thủ tướng đón một phái đoàn. Okay. Mày nhớ U23 năm 2019 không? Cả nước mà tắc đường từ phi trường Nội Bài đi về tới thành phố Hà Nội. Từ Nội Bài đi về phía thành phố Hà Nội. Mất 8 tiếng đồng hồ. Phang phập le le, Hoàng Duy Hùng đến dự lễ vinh danh các cầu thủ không được ai mời đến ăn chùa họ nhà trai thì tưởng là khách của họ nhà gái, họ nhà gái thì tưởng là khách của họ nhà trai. Vâng, thì sau đó thì thủ tướng tặng cho những người kia món gì tôi không biết, nhưng mà chắc chắn là có tặng, chắc chắn là có tặng. Nhưng mà thầy đương nhiên cũng phải theo thủ tục khách thì mình phải tặng. Nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy người ta tặng. Hàng xóm với nhau thì mình mang món ăn qua, mình biếu nhau món ăn thì có. Còn tặng á, thì người ta tặng những cái đồ lưu niệm, cái mà để dành lưu niệm như này. Không ai tặng bánh chưng. Thì cái người hồi sáng này nói chuyện với tôi ở bên Houston á, anh Hùng cho anh nghĩ sao về cái vấn đề mà ông Nguyễn Xuân Phúc tặng cho thằng Hoàng Duy Hùng 4 cái bánh chưng? Tôi bảo thì có chuyện gì đâu mà anh Phan Quán. Không, tôi muốn hỏi ý anh để mà khi thằng Hoàng Duy Hùng nó về bên Houston á, chúng tôi mới cái chọc nó, mới trêu nó, mới cười nó. À, dễ lắm. Đó là tứ cố vô thân, 4 cái bánh chưng. Tứ cố vô thân là ý là thằng Hoàng Duy Hùng là bây giờ bố mẹ thì cũng không có, mà vợ con cũng không có. Tết nhất thì lang thang, về Việt Nam thì chui rúc. Ở dưới hết ở phố cổ thì lên trên Yên Bái. Thì tứ cố vô thân.
anh hay thật. À, ông bạn nó sẽ khen tôi, anh hay thật. Để tôi mai tôi nói anh em, ông Nguyễn Phương Hùng nói Hoàng Duy Hùng là có ý, ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có ý nói là Hoàng Duy Hùng tư cố vô thân. Còn cái nữa tôi nói, tứ tử từ tư có nghĩa là chết cửa tứ, chết cửa tứ. Tại vì người Tàu ấy, người ta kỵ số 4, không xây nhà 4 tầng. Người ta nói là không gọi là tầng thứ 4, mà chỉ có 1, 2, 3, là 5. Không có tầng thứ 14, không có tầng thứ 24. Tại họ kỵ số 4 là số 4 lắm. Bởi vì số 4 là tử, thành ra họ không làm. Bậc thang đó người ta làm 23 bậc thang, người ta đâu có làm bậc 24 bậc thang. Thành ra tứ, tứ là tử, tử đây là chết. Rồi chưa kể nó còn khoe là một con hổ. Thế còn con hổ nó là ý nghĩa gì anh? Tôi bảo cái gì? Hổ thẹn. Người Bắc chúng tôi gọi là hổ, người Nam gọi là cọp. Thì hổ là hổ thẹn. Hay, anh công nhận anh văn chương chữ nghĩa kiến thức của anh hay thật. Để bữa nào đàng hoàng dùng về bên Houston, tôi cứ mang lời ông Nguyễn Phương Hùng cho nói. Tứ cố vô thân và con hổ là hổ thẹn. Và chưa hết, sau đó nó đi vào trong. Bữa nay không thấy vật lông mõm à? Mà mấy giờ vật lông mõm lên đây? Sau đó thì nó đi vào trong Nghệ An. Trước khi Nghệ An là phải đi qua Ninh Bình. Thì đi Ninh Bình có gì đâu. Cũng như là mọi người Việt Nam hay mọi người đi nước ngoài đi vào trong Việt Nam là đi thắng cảnh. Mà Ninh Bình có rất nhiều cảnh rất hay, rất đẹp như chùa Bái Đính rồi Tam Cốc rồi này, cái này. Tại sao nó không đi? Đi một mạch đi vào, ghé qua chút xíu coi khoảng chừng tiếng đồng hồ này như kiểu mà nghỉ dừng chân trong rồi cái chạy thẳng vào trong Nghệ An. Vâng, đập vào nhiêu 15 phút đi vào Nghệ An, nó đi đâu không có chỗ ở, phải đi vào nhà thằng chủ đá ở. Nó khinh thường, nó coi thường Bác Hồ. Bởi vì ai cũng biết Nam Đàn Kim Liên Nghệ An là Nghệ An là quê hương của Bác Hồ, mà chính nó từng nói rằng đây là đất địa linh nhân kiệt. Nó là người của gốc Nghệ An. Tôi cũng nghe như vậy, chứ tôi chưa biết chắc chắn nó là người Nghệ An thật hay giả. Nó nói bố nó người Nghệ An thì chỉ biết là như vậy thôi. Đâu có ai biết ông Hoàng Duy Đại, ông Hoàng Văn Đại là người Nghệ An đâu. Nhưng mà nó phải vào khách sạn. Ngày hôm sau nó đi ra thăm Bác Hồ trước khi nó đi thăm Sửu Đá. Xuống đi thẳng xuống nhà Sửu Đá, xong ở đó ăn uống. Lôi hai cái bánh chưng ra sơi tái. Ngày hôm sau còn hai cái bánh chưng mang đi dâng lễ Bác Hồ và cụ Nguyễn Sinh Cung, tức là bố của Bác Hồ, thân phụ Bác Hồ. Quý vị thấy nó mất dạy không? Thứ nhất, không bao giờ người ta mang cái của cho để đi biếu, chứ đừng có nói là đi dâng lễ. Muốn đi dâng lễ thì cái của lễ đó không có cần phải mang giá trị về tiền bạc, mà nó phải là mang cái tâm của mình. Tức là mình phải ra ngoài, mình bỏ tiền mình ra mình mua, đừng có mượn hoa cúng Phật. Nó đã mượn cái bánh chưng của Bác Phúc, mà nó đã và thằng Chiều Đá, hai đứa mất dạy đã ăn rồi. Nó là một thằng mất dạy, ăn tục và nói phép. Ăn 10 con bọ hung, nói ông Nghĩa Trung Phạm, liếm lỗ đít của nó. Vậy mà nó
hai thằng ăn rồi xong rồi còn mang đi để dâng lễ Bác Hồ. Có phải nó khinh Bác Hồ không? Thằng này nó chơi những cái đòn mất dạy, lưu manh, vô văn hóa. Ra cái điều hay đồ của ông Phúc tặng tôi mang, tôi dâng lại cho bác ấy. Nó là như vậy. Hoàng Duy Hùng chơi tổ tôm, chỉ ù mỗi kính tứ cố. Đấy, tứ tử tranh lang ấy, kính tứ cố. Được kính tứ cố là khỏe rồi. Rồi chưa hết. Rồi nó bảo rằng, nó nói câu rất là mất dạy, đã vào đến đây rồi thì cái quê ngoại của Bác Hồ cũng chẳng xa, tức là quê của bác gái bác Loan ấy. Thành ra tôi cũng đi luôn, đồ mất dạy. Dù gần dù xa mày tới mày phải đi, chứ không phải là cũng không xa bao nhiêu. Thành ra tôi cũng đi luôn. Các bạn có để ý không? Tôi là tôi soi kỹ lắm. Không ai bắt mày đi hết. Mà mày đi mày phải đàng hoàng. Của cho không bằng cách cho. Đấy. Bác Phúc đã cho mày đó. Tứ cố vô thân. Thấy chưa? Mày đi thăm bác, quê ngoại của Bác Hồ. Đó là điều bắt buộc, chứ không phải cũng không xa bao nhiêu. Cũng gần đây thôi, thành ra tôi cũng đi luôn. Ai bắt mày đi luôn không? Rồi, đây là phần cuối cùng trước khi tôi chia tay các bạn. Rồi ngày hôm nay, hôm qua thì đúng là thằng Sài Gòn Vi Vu đó. Chứ không phải ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ở bên tôi thôi. Sài Gòn Vi Vu nói rằng Nguyễn Phương Hùng và Lê Thái thấy Hoàng Duy Hùng đã về Nghệ An và đã tìm được bên dòng họ tổ nội và tổ ngoại. Tao không nói cái tổ nội, tổ ngoại gì hết. Tao chỉ nói là nó nói là nó sẽ về nhà thờ của dòng họ nó ở Nghệ An. Thì cái nhà thờ nó ở đâu? Tổ tiên sư cha tự anh. Từ năm 1954, thằng Hoàng Văn Đại, tức là bố của Hoàng Duy Hùng, đi vào trong Nam. Tới 30 tháng 4 năm 1975 là bao nhiêu năm? 21 năm. Từ 30 tháng 4 năm 1975 đến nay bây giờ là bao nhiêu? 46 năm rưỡi. Tất cả là 67 năm rưỡi rồi. Bằng một thời gian mà Tưởng Giới Thạch đi ra ngoài Đài Loan. Bảy mươi lăm rưỡi mà giờ này nó về, nó còn kiếm được tổ của nó vừa phải thôi. Mấy chục năm nay nó có liên lạc với tổ nó không mà nó biết tổ nó ở đâu. Phạm Linh, nhà báo nói Hoàng Duy Hùng anh có quen rồi, nó đâu có liêm sỉ đâu mà nó thấy nhục nhã. Một thằng nghèo mặt hạng như nó lấy cái mà nó đi vào trong đó, tôi nói là ăn mày mà đòi ăn xôi gấc. Hà Dương kính phục nhà báo. Nhà báo là số 1 ở hải ngoại về văn phong tiếng Việt, văn hóa Việt Nam. Cảm ơn. Cảm ơn Hà Dương. Rồi chưa biết. Rồi. Nó, tôi, tao hỏi thằng Thái Ngọc Thọ nhá. Mấy chục năm nay nó có bao giờ nó nói? Năm 2019 nó có về nó thăm thành nhà tổ nó ở đâu không? Tao nói cho mày biết. Tao chỉ về tới Long Khánh thôi, chứ không phải nhà tổ đó.
chỗ mà ta ở ngày xưa, mà ta ở nhiều nơi đó, ở Huế, ở Đà Nẵng, ở Long Khánh là cuối cùng của bố mẹ đã ở. Gọi người tới để ăn uống, ai cũng tới chào ông, chào bác, chào chú, mà mặt mình chẳng biết. Nó về nó gặp tổ nội, tổ ngoại nhà nó mà im rơ bà rờ, không có một bữa tiệc. Không bỏ ra được $200 để mở ra một cái tiệc. Đó là cái bữa tiệc nghèo. Giàu sang nữa là $500. Mổ luôn một con lợn ra để biểu diễn. Thì lúc đó hay khoe. Đi về gặp tổ ngoại, tổ đứng rưng rưng nước mắt. Thằng Nguyễn Quang Trường là thằng đã từng đóng kịch ở Quảng Bình. Nó tới nhà một người có con trâu sẵn rồi. Nó bảo rằng nó tặng con trâu sau bão lụt. Nếu mày muốn tặng trâu đó, mày phải quay con trâu từ ngoài chợ, mua trả tiền đàng hoàng, quay phim đàng hoàng. Rồi cái ông đó, mới cầm con trâu dẫn về nhà. Tới nhà người ta có con trâu sẵn đó, thì bảo đưa cho người ta 500.000. Cái bảo là bây giờ bác chỉ nói dùng cho tôi như thế này, như này, như này. Thì người ta bằng lòng liền được 500.000. Nhà quê mà được 500.000. Cũng mừng quá. Để lên video khoe nhắn lên là đã tặng con trâu. Mà tại sao cả bao nhiêu người bị lụt mà có một nhà có con trâu? Những người, cái người được con trâu đó là có đặc lợi gì đó mà được con trâu. Tuấn Trần, chú Hùng có dạy dỗ Hoàng Cư Duy Hùng tới cỡ đó mà hắn cũng không thể nên người được. Tại vì cái bản chất của nó như vậy. Người Tàu đó, khi người ta trồng một cây tùng, người ta uốn cây tùng từ nhỏ. Còn Đăng Hoàng Dung bây giờ nó 60 tuổi làm sao uốn được, uốn một cái nó gãy mẹ luôn. Thì nói tóm lại, okay, nó chẳng gặp tổ gặp mẹ gì hết, là thằng Nguyễn Quang Trường đạo diễn hết. Đấy, kéo một người dân nào ra, nó nói là cái kiểu của Đăng Hoàng Dung nó làm từ xưa nay. Nó chỉ là một người đi về Việt Nam được đi du lịch mà có công an đi kèm theo. Còn tất cả những người khác chẳng có ai công an đi theo hết. Tôi đi về Việt Nam 30 lần, tôi đi từ Bắc Chí Nam đi rúa nơi hết. Chẳng có ai theo tôi hết. Còn nó bây giờ nó mới được về, nó đi một như hình thức. Mấy ngày ở Hà Nội chẳng có gì. Đi lên Yên Bái cũng chẳng có gì. Quay lại Hà Nội thì đi ăn có. Rồi đi vào trong này, đi thăm mấy cái người Việt Nam mà đi vào, về Việt Nam mà đi, đương nhiên là ai cũng muốn đi tới Nghệ An hết. Bởi vì quê hương của Bác Hồ mà. Lần trước mày về sao mày có đi không? Mày đâu có đi đâu. Thì bây giờ mày không có việc làm mày mới đi. Mà mày mất dạy, mày lấy cái bánh chưng mày ăn rồi xong mày mang lên mày dâng bác. Nam Vũ, chào nhà báo và anh chị em đang lên xe trên đường tạm dừng ngủ một chút nên chỉ nghe một chút thôi. Nam Vũ, nòi giống nhà đàng hoàng như ông là dân Vatican thờ Giê-xu, chúng nó coi tổ tiên nòi giống là ma quỷ, bọn dân tay đấm ngực. Điện kêu amen, chúng đâu có thờ tổ mà nói về tìm thấy tổ. Vâng, chào bạn Nam Vũ. Thì đó là về Hoàng Diêu. Tôi xin chấm dứt ở đây, còn vài phút nữa các bạn đi lấy miếng nước, uống miếng nước, làm những chuyện vặt vãnh trước khi vào tiếp tục nghe tập Hoàng Diêu vào vài phút nữa, 14:30. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chương trình nói chuyện ngày hôm nay của chúng tôi. Và không biết là Nam Vũ này mình đeo cà lê được không, Quang Phúc Cổ? Hoàng Dũng thì đeo rồi. Còn một người nữa lúc nãy tôi tính hỏi mà tôi quên mất.
thằng không tên giả mờ JM cũng mới vào, chào bạn. Xong rồi đó, đập Hoàng Duy Hùng. Tại sao Lê Thọ bữa nay không có áo nè? Vâng, cảm ơn bạn Hà Dương. Là tôi vào trong Nam lúc 8 tuổi rồi rời khỏi Việt Nam bây giờ là 46 năm rưỡi, nhưng mà trời cho chắc là có cái khiếu cự môn. Người nào có cự môn thủ mệnh là ăn nói hay lắm ạ. Nhà diễn thuyết nhà đều phải có mệnh hay là thân có cự môn. Thành ra nó là nó đề cao nó quá đáng rồi. Thật sự nó chỉ là một người đi về đi thăm, được cho phép đi thăm với công an giám sát. Nó đi du lịch nhưng mà cái là không thoải mái. Có người canh chừng, đâu phải như mọi người khác. Những người dân khác về đâu có ai bị như nó. Mà tại vì nó nghĩ rằng là nó quan trọng. Mà tôi thì cho nó là một con dương vật không quan trọng. Bằng chứng là vợ nó bỏ nó đi lấy chồng khác. Cơ Huyền Thủ Đức bữa nay im lặng quá nhỉ. À, đang chạy xe. Vâng, chào tất cả các bạn.